lệ sầu môi đắng vì đành mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn, tình cảm dần mờ thấm lâu. Giùm tôi nghe, nặng mùi kinh khủng. Cái thái độ gì vậy? Người ta chưa vô cái điệp khúc mà hả, bỏ chạy hết trơn hết trọi hả? Ông vô cái điệp khúc là chết luôn á. Chết cái gì? Sáng là mới ăn hột mít lấy hư thôi mà hả, đối xử với người ta như vậy đó. Nè nè, anh ăn hột mít là anh sai một, còn cái chuyện này là sai 10 nha anh. Sao sai 10 vậy? Nghĩ sao bắt tụi em hả, nghĩ làm ở nhà tập có một cái tổ hợp mà gần chết luôn mà gai đáp mền không là sao? Bắt cười quá, tụi bay là vũ đoàn giấu mặt, ai cho tụi bay lòi cái mặt ra? Thì kỳ vậy hả, bị nghĩ thì không múa gì hết. Ủa? 1, 2, 3, 4 thiếu một con vũ đoàn. Ủa? Chú ba một đâu? Con vũ đoàn. Chú ba đâu rồi? Chú ba đâu? Chú ba. Trời ơi, chú ba bị mất tích rồi. Ai vô kiếm chú ba đi. Mọi người ơi, vô kiếm chú ba đi. Mọi người ơi. Trời ơi. Chú ba ơi. Chú ba. Trời ơi. Đồi thông hai mộ. Gì mà muốn nghẹt đường thở luôn á? Dạ sao vậy chú ba? Mày bỏ ngay cái tiết mục này giùm tao nghe. Trời, con thấy dễ thương ai cũng vỗ tay mà sao kỳ vậy? Vỗ cái gì? Trời ơi, ngợp quá chịu không nổi. Mày thôi, mày vô mày lo đồ ăn cho đám cưới hôm nay đi. Chú yên tâm, với cái đám cưới này con đã chuẩn bị cái menu hết trơn hết trọi rồi. Đâu nói nghe coi. Bây giờ con sẽ giới thiệu cho mọi người cùng biết cái menu của con gồm món khởi động là hột bít luộc ăn với dưa chuột. Trời. Món thứ hai là lẩu hột mít ăn với xúc xích. Món thứ ba là hột mít rang ăn với phai lang. Trời ơi, con tên là tố nữ mà, chứ vậy con phải đãi mọi người ăn hột mít chứ. Trời ơi, cái mùi này không có tố nữ xíu nào hết. Tố nữ ơi, thôi gọi cái cổng hoa đâu. Cổng hoa đâu? Cổng hoa đâu mấy đứa ơi? Dạ có cổng hoa đây. Trời ơi, đẹp quá cổng hoa. Mà sao thấy giống bông cúng quá vậy mày? Trời ơi, cái này là chú đưa con có 150 đâu, đủ tiền mua đâu. Ha hê, cái cổng này là không 200 rồi. Các con đi dọc đường con thấy bông con lấy gắn lên. Lẫm đâu? Nghe địa. Trời ơi. Trời ơi. Người chết mày cũng không tha nữa. Mày nghĩ sao? Bông người ta cúng mày gắn lên làm bông cưới vậy? Không, cây nhà lá vườn mình có gì mình chơi đó đi chú. Trời, tao sợ mày luôn á. Quan trọng là cái này. Đó, che đậy như vậy là rất là hợp vệ sinh. Được á. Con sẽ mở ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Hai. Trời ơi. Mày ơi, tôi biết chữ này nè. Cái này là bánh quy đúng không? Má ơi sai rồi, cái này là đột quỵ. Đâu, cái này là chữ đám cưới. Bậy, cái này chữ gì? Ơi, không biết chữ mà mày đặt tài lanh không à? Trời ơi, không biết con mới chạy lên đầu đường con coi cái đám cưới người ta ghi chữ gì là con về con ghi y chang. Trời ơi, đám cưới người ta ghi chữ du quy mà. À, cái này mới cải cách nó khác hiểu không? Trời ơi. Ơi. Thôi mày kệ đi, sớm này có mình tao biết chữ à. Không ai biết đâu. Thôi đừng nói. Vậy thôi tao không nói ai biết. Còn mày hả? Lại. Mày lo cái vụ bên nhạc sao rồi? Dạ con liên hệ nhạc công hết rồi chú. Vậy hả? Có ba giá, dạ người thì 700, người 500, người 300. 700 sao? 700 là bài nào cũng đánh được. 500? 500 thì đánh bài được, bài không. Còn 300? 300 Mai Cà Lâm mới hát. Trời. Làm sao? Dạ tại vì hả, cái người 300 đó đánh ba nốt vô chỗ cho nên Ai Cà Lâm mới hát được. Thí dụ như là hát là hôm lỡ xa giao đôi mắt em giàu. Khó quá vậy. Dạ. Thôi nhưng mà tao đưa mày 100 mày gán kiếm người nào 100 thôi. Ừ 100 á. Có nhạc công này 100 mày chú mướn không? Ai? Con nè. Rồi được không? Trời ơi xin lỗi nghe, con đánh đàn cho mấy bạn nhậu con nó khen quá trời luôn á. Khen gì mày? Trời ơi bữa đó cái bài đó nhạc sĩ là viết La Trưởng không? Con Quýnh La Phong nó hát nóc nhà chết ba thằng rồi. Trời ơi. Vậy là khen hay hả? Chưa đâu. Bữa đó là con nhỏ kia kìa nó đẹp lắm, nó lên em con đang đánh nhạc á. Nó lên nó cái anh ơi đánh son cho em, cái con lấy cây son đánh cái mỏ nó, cái chồng nó quýnh em máu không luôn á. Trời ơi duyên dáng quá ha. Mắc cười quá. 100 ngàn là tôi bào hết cái khu này luôn. Chú ơi nó làm 100 con xài 25 ngàn thôi, mướn con đi. 25 ngàn. Kinh nghiệm đầy mình. Tao mướn mày. Tao nói con đánh ngoài trời không, đánh hàng ngàn người coi. Xếp re coi con đánh luôn. Trời dữ vậy mày. Ê ổng cũng làm trong bán nhạc quá. 7 năm kinh nghiệm. Sao giấu nghề quá cha. Trời ơi bây giờ là chuyển qua nấu hột mít rồi. Là cái nhạc là giờ yếm vào tủ. Hay đó. Ê, thử nếu được tao mướn mày 25 ngàn nè. Ông giờ thử dày nốt cho mọi người ta nghe thử coi. Đó mình là dân nghệ sĩ đồ đánh đàn rồi phải chuyên nghiệp đồ đó. Là phải bây giờ phải thử dây nè. Đó mày tạo dáng rồi nha mấy đứa. Rồi 1, 2, 3 thử dây.
Ừ. Đô 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 rê 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 mi 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 mi. Có nghề quá. Nghệ sĩ mà chơi đàn lỏng quá không được rồi. Tôi đó, nó chuyên nghiệp, nó chỉnh cái. Đâu, 2, 3 vô cái coi. Đánh đàn 2, 3 đi. Đánh đàn 2, 3 vô. 1, 10, 3, 4, 5, 10, 1, 2, 3, 10, 3, 4, 5, 10, 1, 10, 2, 10. Mày làm gì vậy? Con đánh trong đội. Trời ơi, 7 năm kinh nghiệm là mày đánh vậy hả? Dạ, con đánh 7 năm ông làm cái gì? Liên đội trưởng. Tao nói giỏi lắm nha, mỗi lần nghỉ học là thầy hiệu trưởng nghỉ dạy luôn. Trời ơi. Đánh một cái là hàng ngàn con người im ghe nghe con đánh. Trời ơi, bây giờ tào lao quá, bây giờ dẹp được không? Sao tới dẹp? Đi cãi, bây giờ chú đưa con 5 ngàn thôi con đánh cho. Mày đánh cái gì? Đánh như mặt hay nói chứ làm gì? Trời ơi, thôi, 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 đám cưới, tự nhiên đánh lộn vậy. Bây giờ MC đâu? MC đâu, MC đâu? MC rồi, MC đâu rồi? MC đâu đâu vậy? Hiểu MC. Con hiểu rồi, cái con này nó nghiệt lắm, phải kêu đúng cái nghệ danh nó mới ra, để con kêu cho. 2, 3, em. MC tới rồi đây, tới đây chú ơi. Ôi, phải tới. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin chồng trai chúng tôi là cụ Trần chắc chết sau một thời gian. Mày điên rồi! Mày như một con điên luôn. Đám cưới người ta mày thấy không? Thôi chết nấy, mấy dẫn đám ma bị nịu. Mà thằng nào làm cái cổng hoa như đám ma vậy? Mày điên hả? Cổng hoa là đám cưới, chỉ là cái tràng hoa kìa mấy đám ma. Bây giờ làm lại là tao bắt nhịp cho nè. 2, 3. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin chồng trai chúng tôi đã... Mày làm cái gì vậy? Chôn ngay cái suy nghĩ của nó. Trời ơi, chôn liền. Không cho nó đẻ trứng. Kêu kêu nó làm lại. Bây giờ làm lại chuyên nghiệp nè. 2, 3. Kính thưa quan viên hai họ, đã sắp tới giờ làm lễ, đề nghị quan viên hai họ ổn định chỗ ngồi để hôn lễ của chúng ta diễn ra tốt đẹp. Lady and gentlemen, kính thưa quý vị, các bạn có mặt trong buổi lễ cưới ngày hôm nay, đàn trai và đàn gái một lời chào trân trọng nhất. Hello, hello, sẹt sẹt. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta ăn uống thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị nhậu xỉn và té ghế. Thì có cái xích beo dưới ghế, chúng ta có quẹt vô đây, chúng ta sẹt 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 này cho khỏi té ghế nha quý vị. Hello, hello, phọt phọt. Và khi mà chúng ta ăn nhậu thả ga thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị phọt phọt ra. Có cái bịch ở dưới ghế mà phọt phọt móc ra là phọt phọt vô để đỡ mất vệ sinh. Phò ly, acid, acid. Ly là ly mượn, coi chừng ăn bị bể ly. Quýnh lộn được cái tạc acid hay tạc mắm niêm. Mày điên hả? Tao nói acid là lối thoát hiểm. Trời ơi, nói tiếng Anh không có hiểu. Ok. Khoi mi leo mà đời. Mọi người tới đây à? Khoi mi leo mà đời. 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 Ăn đi. Cảm ơn. Mày tao có biết tiếng Thái đâu, mày dịch tiếng Thái mày. Mày MC rồi mày sao mày cười quá. Mày bước lên làm mày giỏi làm MC mày lấy. Thôi cái bài bây giờ lo làm đám cưới hay đứng cãi lộn. Lẹ đi vô làm lẹ. Xuống dưới đây nè. Đi bước vô. Dạ kính quý vị, không để cho quý vị chờ đợi lâu nữa. Bây giờ hôn lễ xin phép được bắt đầu. Nhất trai làng anh công tử giàu sang, nhất gái quê em quê cán con nhà. Nhà em có ruộng cỏ bay mà thẳng cánh á. Nhà em có vườn trái cây rất bảnh. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhất làng trong con. Em nhất làng ngoài. Gì vậy? Chị ai vậy? Vậy? Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Hai đám cưới! Trời ơi! Trời ơi! Cái gì vậy? Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Mặc áo dài cưới, cầm mã tấu, như vậy là cô dâu đại chiến. Đúng, tôi make up. Make up cái gì vậy má? Make up mà cầm cây dựa ra làm gì? Đang trang điểm cô dâu.
chú với chị hốt đại cây này ai biết đâu. Trời ơi, cô dâu đâu? Cô dâu xong rồi, ra đi chưa? Đi vô trong nói, vô trong kêu cô dâu đi. Cô dâu đâu? Ra ra lẹ 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 nó đâu mà mướn, có bắt cấp kỳ cục kỳ nơi vậy? Quan viên hai họ, nghĩa địa nào cũng phải có mộ. Chính vì vậy đám cưới không thể thiếu cô dâu. Và sau đây một tràng vỗ tay to dã man đón chào cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày hôm nay. Hú hồn hả? Hai ba. Cô dâu chú rể làm bể bình bông, đổ thừa con nít bị đòn tét tất. Mày diễn cái nét gì mà thô vậy? Không, tao thấy con dâu tôi tán dễ xanh nở. Nó đã có chữa rồi xinh nở. Ủa chưa hả? Chưa. Trời đất ơi, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Em xúc động quá. À đừng có xúc động cô dâu, còn nhiều tiết mục nữa. Vậy bây giờ là phần trao quà cho cô dâu. Xin mời Big Girl. Vâng, kính thưa quý vị. Nữa. Vâng, kính thưa quý vị, đại diện cho hai bên đàn trai xin tặng cho cô dâu chuỗi ngọc trai hột mít. Trời ơi. Vòng đeo tay hột mít. Nhẫn hột mít. Và tặng một bài thơ xù xì ốc mít lùi cho ăn no tét cái bẹp nhằm ngày mùng ba. Thằng cha nào tét cái bẹp phải nói cho ra chính là cái con này tét cái bẹp. Dễ thương như nhạc. Wow, vậy là trong phút chốc em đã trở thành công chúa hột mít. Thôi thật là thích. Thích đâu, còn món quà thứ hai nữa. Yes. Dù bị mụn hay bị chào, bị nắm bóc chảnh lát, lỡ lúc lâu bê hay ác lào, bị nắm bóc cái tay cái chân, kẻ người sẽ đến với bạn trong từng ngày, từng giờ. Dù bạn có là ai, bạn sẽ không bao giờ tránh khỏi, chỉ một cách là phải xuất thú, chỉ một cách là phải điều trị. Yeah! Nhân dịp con về nhà chồng, cả sớm có hùng tiền lại mua cho con chai thuốc sức lát. Oh. Giữ đi con, tấm lòng của cả sớm đó. Con cảm ơn bác. Về bịch thuốc lát, bác chỉ cần tặng, không cần phải hát. Vâng, kính thưa quan viên hai họ, phim hành động là phải có xe tăng đại bác, đám cưới là phải có tiếng hát lời ca, lâu lâu mới có nhạc về, ngu gì không hát, đi hát karaoke cho tốn tiền. Vâng, dưới bà con cô bác ai nghĩ rằng mình hát hay thì lên đăng ký đi nào. Em đăng ký anh. Em hát thường hay hát dịch vụ? Ủa, hát thường sao, dịch vụ sao anh? Hát dịch vụ là hát liền, hát thường chờ khách về mới hát. Ê khoan đã. Dạ. Cha này đâu nhìn mặt lạ. Em lắm trên đời không mời cũng tới, ở đâu đám cưới ở đó có em. Thánh anh Trực nói vậy em buồn anh hả? Nói vậy em buồn sao? Buồn anh Trực nói vậy buồn anh. Nhưng mà từ đâu tới? Em bắt xe đò từ Cần Thơ lên đây đó anh. Trời, từ Cần Thơ lên đám cưới hả? Dạ. Vâng, nể tình đường xá xa xôi, sau đây sẽ là một ca khúc từ tới từ ca sĩ lắm trên đời không mời cũng tới. Hát hay nha. Tối vào tận nghĩa trang khi nắng chiều vừa nhạt bóng. Thôi vô duyên rồi, đi xuống đi. Dặn ra ngồi nấy rồi dân đám ma cũng lên hát bài này á. Dạ đúng rồi, lên bên đời không mời cũng tới, ở đâu đó thì ở đâu có. Thôi được rồi, vô đi, vô đi. Vâng, vui đó. Thôi, sau đây. Sau đây xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng đến với một nhóm hài đình đám. Nhóm hài đến từ thành phố Sương Mù. Nhóm hài mang tên Đà Lạt Phố. Sao Vinh Long? Anh Mãi Long à? Đi đám cưới. Tôi cũng đi đám cưới nè. Anh có chuẩn bị tiết mục gì chưa? Chuẩn bị rồi. Giờ tôi đố anh nha. Con cá gì nó có ba đuôi? Cái ba đuôi. Con cá gì nó có bảy màu? Cái bảy màu. Con cá gì mà nó chùi kiến được? Cái chùi kiến. Còn con cá gì nó hình tròn? Không biết. Cá gì chiên? Bây giờ đố anh ra, bây giờ đố anh hút cái gì không phê? Hút cú. Sai. Hút cú lào. Sai. Hút cái gì? Hút mỡ bụng. Bây giờ tôi đố anh nè, cái này là chủ đề tình nè. Cái tình gì? Cái tình gì mà nghe qua là có âm nhạc? À, tình ca. Sai. À, tình quê hương. Sai. Tình bolero. Sai. Vậy chứ tình gì? Tình ta. Vâng, kính thưa quý vị, tiết mục hài của chúng em đến đây là kết thúc. Dạ, xin hẹn gặp lại quý vị trong quay.
tôi nói ông rồi, đừng có nhận táo hài đám cưới, ăn không mà không có cười đâu. Ai biết qua tập thấy vui mà. Vừa rồi chỉ là một tiết mục bi thôi. Hôm nay sẽ là một tiết mục đặc sắc, một tiết mục do xóm nghèo chúng em tự tập và dàn dựng, và đặc biệt có sự xuất hiện của cô dâu. Ôi, trời nóng quá, phải đạp xe cho mát mới được. Không, con đùa với cô không? Dạ. Con đùa với cô không? Cô là ai? Cháu không biết. Cô đi ra đi. Cô là ai? Cháu không biết. Cô đi ra đi. Cô là ai? Cháu không biết. Cô đi ra đi. Cô đi ra đi. Cô đi ra đi. Mời vô. Kính thưa quan viên hai họ, sau đây sẽ là tới phần mà quan viên hai họ đợi chờ nhất, đó chính là phần xuất hiện của chú già. Mọi người cứ để đó đi, không cần phải dẹp đi đâu. Em cảm ơn tất cả mọi người. Em biết là xóm nghèo của mình còn rất nhiều khó khăn, nhưng mà mọi người cũng đã cố gắng để tổ chức cho em một cái lễ cưới thật là đàng hoàng ngày hôm nay, giúp cho tụi em thực hiện được tâm nguyện của mình. Em mang ơn mọi người nhiều lắm. À, cuối cùng thì chúng ta đã có được một đám cưới thật đàng hoàng với nhau. Cuối cùng thì tụi mình đã có một cái lễ cưới đàng hoàng. Lẽ ra ngày này phải đến từ lâu lắm rồi mới phải. Nếu như chuyến xe định mệnh năm đó không cướp mất anh của em. Nhưng mà không sao, cho dù đã có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh vẫn luôn sống mãi trong trái tim của em. Anh luôn là chồng của em. Em luôn là vợ của anh. Và ngày hôm nay anh nhìn nè, em đã được chính thức trở thành cô dâu. Thank you.
Không phải tội của tôi, không phải tội của tôi. Anh phạm sao? Anh phạm sao? Ê, cho hỏi chủ nhà có nhà không? Băng 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 băng. Trời ơi, cho hỏi chủ nhà có nhà không? Băng băng. Trời ơi, hỏi mấy đứa đó. Chú hỏi mấy đứa đó, chủ nhà có nhà không? Ông thấy tụi tôi hả? Mày khùng à? Mày đây thấy bậy vậy? Chủ nhà có già không? Tôi là chủ nhà đây, tôi là chủ nhà đây. Ôi, với chủ nhà già lắm mà sao mày kém ăn vậy? Tôi là em chủ nhà. À, em chủ nhà. Ôi, rồi chủ nhà đâu rồi? Ông đi rồi. Ủa gì kỳ vậy? Ông kêu tôi tới đây làm công chuyện, chả ông đi đâu rồi? Ủa, mấy này là mấy đứa nào đây? Mấy đứa này là mấy đứa nhóc trong xóm của tôi. Ủa, trong xóm kêu này chị Đồng như vậy? Ông không biết hả? Anh tôi là sợ ma, cho nên kêu mấy đứa nhỏ này vô đây chơi để phá đi cái không khí u ám trong căn nhà này. Ê, sao mặc đồ kỳ vậy? Tụi nó giả ma đó. Trời đất ơi trời, người ta chủ nhà sợ ma, tụi bay mặc đồ giả ma là sao? Lấy độc chị đâu là có nghĩa là mấy con ma thiệt, khi mà nó tới đây, nó gặp tụi này, nó sợ quá, nó bỏ chạy. Hiểu rồi. Nó nghe nè, không có đâu. Trời ơi, ma gì đâu mà giống y chang vậy, bộ ma nào phải mặc đồng phục hay sao vậy trời? Con ma là phải có sự khác biệt, hiểu không? Là sao? Là vậy nè. Cái chết ba mày mà chết gọi là phụ tử, má mày đai ệt ta gọi là mẫu tử, vợ mày mà chết gọi là thê tử, em mày mà chết gọi là đệ tử, hiểu chưa? Hiểu. Cái chết sinh ra mà chết gọi là sinh tử. Đúng rồi. Chị Hoàng cho công chúa là tiểu yến tử nữa. Ý á, là chú nói á, có nghĩa là ma mà xuất hiện á, phải có xuất hiện khác nhau, hiểu không? Ma phải có sơ yếu lý lịch rõ ràng. Ma chết kiểu nào phải xuất hiện kiểu đó. Chú. Vậy ví dụ như mà người ta chết mà thắt cổ á, là người ta phải lè cái lưỡi ra vậy đúng không chú? Đó, thấy chưa? Chính xác. Chết thắt cổ là lè lưỡi. Mà nó lè lưỡi ra khi nó xuất hiện ra. Mày nè, mày liếm tôi luôn đi. Mày liếm luôn đi. Nó đi qua bên kia nhỏ này à. Rồi có đứa nào có cái chết sáng tạo hơn không? Chú, có cái chết của con nè. Action. Hai chân kia lên đây. Chân kia lên đây. Hai, mày té luôn đi. Té. Đó, hết chứ vậy. Ê, sao chết vậy? Tại chú á. Chú kêu con hết hồn rồi con té. Ê, vô duyên kỳ cục. Cái này rõ ràng là mày lọt. À, biết rồi, mày lọt cầu dừa mày chết đuối đúng không? Sai, con lọt cầu tiêu con chết mày... đuối. Con này chú, sao? Con không bao giờ dùng âm nhạc để diễn tả cái chết của mình. Chứ sao? Con dùng hành động. Hành động hả? Bây giờ chú nhìn hành động của bạn con nha. Chú sẽ đoán được cái chết của con. Là sao? Là sao? Chưa? Chú chuẩn bị chưa? Rồi. Lên. Biết rồi, bị lát. Sai. Biết rồi, nó gãi quá trời. Ghẻ. Sai. Cái này chính xác luôn à. Đau ban khỉ chết. Sai mấy. Ê, vô duyên vậy thấy gãi như khỉ mà. Chứ bị gì chết? Kiến cắn. Bất hợp lý. Không thể nào bị kiến cắn được. Chú. Gì? Con có cái chết sáng tạo hơn nè. Cái chết sáng tạo hơn? Con kể là chú hết hồn này, câu chuyện cực kỳ hấp dẫn luôn. Chắc chắn là chú đang nôn nao đúng không? Đúng rồi. Mày sao mày chết? Con té chết. Con có gì đâu sáng tạo. Đó, bởi vì tao nói mày đừng có kể. Chú, con kể cho. Chú ơi. Con kêu chú đó. Ủa, tao đứng bên kia mà mắc gì mày quát bên này? Trời
ơi, tại vì con nhìn được có một bên hà. Ủa sao vậy? Dính chậm. Ê, nội cái hoàn cảnh quy định là thấy sáng tạo rồi đó nha. Rồi rồi sao chết? Nói té, con chết. Rồi sao sao? Là con té xuống đất nè. Mày té xuống đất mày đập đầu mày chết. Chống tay kịp. Rồi sao chết? Đầu nó đập vô đầu con. Hai đứa chết. Nó dính chùm, nó dính chùm, hiểu rồi, hiểu rồi. Thôi thôi mà nói nghe nè, không giờ không chơi nữa, mệt lắm rồi. Bây giờ vô làm công chuyện quan trọng. Làm gì vậy chú? À, cái công chuyện quan trọng đó là dán bùa. Vậy à? Thôi, làm gì làm mình ra. Thôi mày làm như bùa vẽ xấu đó, mày sợ rồi. Thôi khổn chứ. Trời đất ơi, bùa ai vẽ xấu quá kìa trời. Ông ba. Bậy. Sai nha. Cái này là cái đồ, đồ gia truyền của bà nội để lại nha, chứ không có biết vậy. Trời thiệt gớm thiệt luôn á. Gia truyền để lại để có một cái. Đâu ra? Đây nè, một sắp. Thôi nó giỡn cho thôi nó nghe nè. Nãy giờ giỡn đủ rồi. Đi vòng vòng dán dán bùa giùm chú đi. Lần đầu tiên làm thầy pháp chán ghê ơi luôn á. Vô chơi giỡn một hồi không có đứa nào phụ hết trơn trời. Vô đây làm gì vậy anh? Thì ấy, trời ơi, tôi vô đây tôi dán bùa. Bởi vì ông chủ nhà ông nói trong nhà này có ma. Tào lao. Ê, bà má mà nhảy đó trời ơi. Đúng rồi, tào lao. Trong nhà này tôi khẳng định là một lần là không hề có ma. Ủa tại sao ông chủ nhà nói? Tại vì anh tôi, anh muốn phim ma và anh coi nhiều quá, anh bị tẩu quả nhập ma chứ nhà không có ma. À, có nghĩa là anh hai mày bị ngáo phim ma hả? Đúng rồi đó. Chứ giờ giờ vô đây không dán bùa vô đây làm gì? À, ổng kêu vô đây chắc kêu vô cầu siêu á. Nó biết đâu cầu siêu đâu, cầu siêu trời. Không biết cầu siêu. Không biết. Tiễn với ông. Không được, được. Tôi vô đây tôi phải ráng làm show này. Tôi phải có tiền. Không được, Bây giờ muốn cầu siêu đúng không? Đúng. Được rồi, cầu siêu thì cầu siêu. Yeah! Cầu siêu. Ta cầu siêu bộ ta cầu hôn hay sao vui dữ vậy? Trời đất ơi, mấy cái đứa này. Nói chung là có cái gì cũng đại cái đó nha. À, nhưng bà nội tao nói, muốn cúng cầu siêu phải có một thứ ma rất là sợ. Đó chính là máu gà. Tao để ý nãy giờ lần này là lần thứ ba rồi nghe. Hỡi cái gì ma sợ là tụi bay hả? Có phải cái chén máu gà này có đậu phộng? Ông nội ơi, ai mà đi cúng máu gà bỏ đậu phộng vô làm gì? Cậu không hiểu sao đi, tôi đi cúng người ta cúng nguyên con gà mang cái dĩa gỏi gà vô không biết làm chi nữa. Ê, mà vô duyên tao đâu có chuẩn bị đồ cúng đâu. Có tao mua cái gì này tiết canh tao ăn chứ bộ. Trời đất ơi, cái này á, gỏi gà này hay lắm. Khỏi mất công á, thánh thần khỏi mất công ngồi xé ra ăn. Xà ăn xuống ăn liền, thấy không? Xà xuống ăn liền luôn. Ai? Cái đồ tao cúng á, chưa kịp ăn nó xà vô rồi. Rồi, tất cả chuẩn bị. 2, 3 Vô. 2, 3 Vô. Anh em mình là cải gì nào? Anh em mình là một gia đình. Một gia đình thì như thế nào? Một gia đình là gia đình. À, trời ơi. Trời ơi, tao liệu mà đi tao 1, 2, 3 tụi bay vô chi vậy? Trời khổ dễ sợ luôn vậy đó. Thôi dẹp. Khỏi rượu riết vậy trơn trời. Thôi tôi vô bài cúng luôn nha. Dạ. Tất cả chuẩn bị. Bắt. Ma. Phát chí gì ba? Người. À người hả? Ma, trời ơi, ma nhật. Edo Gawa Konan, Kudoshiniji, Ranmori, Kaitokin. Hey, Hidesiki, Suzuka, Nobita, Doraemon, Doremi. Hey. 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 Hay quá, phải vô tay đi chứ hả? Công nhận hai thầy thiệt là cao tay ứng, cho nên tôi mới mời hai thầy về đây giúp tôi đi, làm ơn làm phép đi. Ngươi là ai? Tao là thầy pháp. Tao là thầy pháp. Thôi, rốt cuộc ai là thầy pháp? Chứng minh đi. Chứng minh đây.
Tào lao nha. Trời ơi. Trời ơi, tôi bị liệu mà khổ quá. Xàm lắm nghe. Hai người muốn chứng minh cái gì? Được. Chứng minh nè. Ông mới xàm á. Ông mới xàm đó nghe. Vậy thì bớt tào lao đi. Mướn hai người tới đây tôi trả tiền mà. Làm ơn làm giúp tôi đi, tôi cần sự bình an. Được rồi. Nhưng tôi là thầy pháp thiệt nè. Ta mới là thầy pháp thiệt. Bởi vì ta có áo của thầy pháp. Tao cũng có áo thầy pháp. Ta có mặc quần. Thằng nào ra đường mà không mặc quần? Hả? Hả? Nhưng mà tao có một thứ mà Khuê không có. Cái gì? I have a nghiệm. Tao có kinh nghiệm. Thôi. Tôi mệt lắm rồi, tôi biết hai thằng có kinh nghiệm. Làm ơn giúp giùm tôi làm phép đi. Không. Một rừng không thể có hai hổ. Một nước không thể có hai vua. Và nơi đây không thể có hai thầy pháp được. Đúng. Thôi. Kêu vô đây để làm phép chứ đâu phải đi diễn xiếc. Làm ơn giúp tôi đi. Bây giờ khoan, cho tôi 5 phút. Mày không phải là thầy pháp hả? Mày là thằng mê đá gà. Sao mày biết? Tao anh Tèo nè. Trời, anh Tèo. Sao nãy giờ em không nhận ra anh? Tao đổi cái nón này vô nè. Vẽ đâu? Ủa, mà sao nay anh đi tới đây anh đâu phải thầy pháp đâu. Nhưng bà nội tao là thầy pháp. Trời ơi, tao đang cần tiền lắm, con tao đang bệnh. Mày làm ơn đi, mày nhường show này cho tao đi. Trời ơi, tự nhiên nay dành show với em nữa. Đưa em show này đi. Không, mày nhường show cho tao đi. Hôm nay mày muốn chơi khô máu không? Yeah. Bây giờ mày còn gửi tao 3 con gà. Mày muốn tao khô máu 3 con gà mày phải không? Sư huynh à, tại sao mỗi lần đi làm đều để quên cây bảo kiếm vậy chứ hả? Đây đây đây, em đưa bảo kiếm nè. Đó. Gia chủ, hôm nay là một ngày may mắn của gia chủ khi đã mời cả tôi lẫn sư huynh của tôi đây. Bởi vì sao? Bởi vì sư huynh của tôi chính là sư phụ Pháp Giới. Cái gì vậy? Ngộ không, ngộ không. À, tao nhìn cái tướng mày tao kia ngộ không không được. Đằng sau quay. Ok. Lại. Sư phụ ngộ không. Ngộ không. Ai đi kiếm thằng ngộ không? Ngộ không đằng này. À quên. Ai sư huynh của tôi có 72 phép thần thông biến hóa khôn lường, có thể dời nông lấp biển. Ngày xưa sư huynh của tôi đã từng đại náo thiên cung, chộm tiên đơn của thái thượng lão quân, chộm đào tiên của dương mẫu nương nương, chộm gậy như ý của long vương. Ai? Tại sao vậy? Tại sao tôi còn không biết bao nhiêu chiến công mày không kể? Mày toàn kể thứ ăn cắp ăn trộm không à? Trời đất. Cái gì vậy? Trộm đi. Sao cứu hại tụi con? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hết hồn với. Cái gì? Cái gì? Tôi mệt lắm rồi. Làm ơn giúp tôi đi. Làm ơn làm phép đi, tôi cần sự bình an. Hãy tôi nhắm mắt lại, 5 tháng nay rồi là tôi thấy tụi nhỏ. Nhìn 5 tháng nay là không ngủ được đúng không? Đơn giản, đây lá bùa này bà nội tôi nói ngủ rất ngon. Dán một phát ngủ liền. Chuẩn bị nè, dán nè. Rồi nè, giờ nhắm mắt lại. Nhắm mắt. Bé ơi, ngủ đi. Đêm đã khuya rồi. Thấy hay chưa? Má mày đi. Bỏ bùa. Mệt lắm. Rồi, không dán trên người được, tôi hiểu rồi. Được, tôi sẽ dán khắp cái nhà này. Tôi chấn cho ông, nhưng cái bùa tôi mắc lắm à. Đúng rồi, nó mắc bởi vì sao? Bởi vì bùa rất là hiệu nghiệm, chuyện từ đời này sang đời khác. Mắc bao nhiêu ra giá đi? 20 triệu đủ không? 20 triệu? Anh, 20 triệu kìa. 20 triệu à? Được rồi. Tôi sẽ đi lấy tiền. Nhưng tôi muốn khi tôi quay lại, căn nhà này phải được dán đầy bùa. Và tôi cần sự bình an. Tôi cần sự bình an, mấy anh nghe đâu chưa? Nghe chưa? Dạ. Anh, 20 triệu kìa, dán nhanh. 20 triệu, tao có tiền cho con tao. Đúng rồi, dán nhanh mình còn đi về. Tao dán bùa, chào thầy dán. Chú mà làm vậy là tụi con hồn siêu phách tán đó chú.
bớt giỡn đó bà. Ôi làm ma giả mà tâm lý thiệt dễ sợ luôn á. Ê hùng hạp hay sao vậy kỳ vậy? Thôi nó nghe nó nghe nó nghe. Chú, ủa, chú anh nói chuyện với ai vậy? Chuyện với mấy đứa nhỏ. Cha chú làm ủa, gì mấy xong? Mấy đứa nhỏ nào? Gì vậy? Mấy đứa nhỏ sau lưng mày nè, khùng quá. Trời ơi, chú... không có ai hết á. Có em với anh thôi à. Mày bớt ngáo giùm cái đi. Ở đây hiện tại chỉ có em với anh thôi. Đó, ở đây nè, đó ở đây chỉ có em thôi đó. Không có ai hết á. Bớt giận. Bây giờ đây nè, nhìn lại. Đó mấy đứa nhỏ đây nè. Không thấy đứa nhỏ nào hết á. Mấy đứa nhỏ này kêu không thấy là không thấy sao? Chú ơi chú, anh này không có thấy được tụi con đâu. Sao vậy? Tụi con chết rồi. Đó. Tắt nhạc. Tắt nhạc. Xạo. Tụi bay xạo đúng không? Ra đây, bước ra đây. Hồi nãy giờ vô đây giỡn gần gần luôn mà. Xạo. Đây, 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 đây. Chủ nhà. Em chủ nhà bước ra. Bước ra. Kêu tụi này vô chơi đúng không? Thấy tụi nó không? Thấy. Thấy tụi không? Thấy. Thấy này không? Thấy. Lộ mặt thấy chưa? Muốn giành cái show 20 triệu được một mình phải không? Phải không? Đây nè, nó đây nè. Mày thấy nó không? Không, không và không. Tắt nhạc. Xạo, nó đứng đây nè, nó đứng ngay đây nè. Mà sao tim nó không đập? Tim em nằm bên này. Lộn bên. Tim nó nằm bên này. Tim nó cũng không đập. Em chết luôn rồi. Khúc này lên nhạc được nè. Thực sự em không phải là em của chú nhà. Anh thử nhìn đi, anh nhìn đi. Mấy đứa nhỏ ở đây nó tội nghiệp lắm, tội nghiệp lắm. Anh bị gì anh? Mày thấy ai gặp ma lần đầu chưa? À, chưa. Thế mày nhìn tao đi nó nè. Về, về. Về, về. Đi về, về đi về. Về, về. Đi về. Cầm tiền đi. Và dán bùa đầy cái nhà này cho tôi. Tôi cần sự bình an nghe rõ chưa? Nói nghe, nhà có ma thiệt. Có ma? Dạ, có ma thiệt. Chính vì vậy tôi mới cần tới mấy anh. Giúp tôi đi, làm ơn giúp tôi đi. Tôi cần sự bình an, ok. Ok, tôi cần sự bình an, ok. Nhưng mà có ma thiệt, mấy đứa nhỏ đó. Anh dán nhanh đi anh. Cầm tiền 20 triệu kìa, 20 triệu nằm ở đây rồi. Cầm tiền dán nhanh về, con gái anh đang nằm viện đó, cần tiền để chữa bệnh đó. Nhưng buồn của bà ngoại nó hại mấy đứa nhỏ. Dán đi. Nhưng mà... dán đi. Rồi tao dán. Người xấu, ông ta chỉ là một tên lang băm thôi. Chú ơi, chú biết không? Còn vài ngày nữa thôi là con được gặp ba, gặp mẹ của con rồi. Nhưng mà chính ông ta là người đã đưa cho mẹ con một thuốc, nói là thuốc bổ cho con. Mà khi mẹ con uống xong, mẹ con lại đau đớn xin con ra trong cầu tiêu. Con biết mẹ thương con lắm, mẹ không muốn bỏ. Nè, đây là tụi con đó chú. Tụi con biết á là những đứa trẻ dị tật sẽ bị bỏ đi. Nhưng mà tụi con thành hình rồi. Tụi con có tay nè. Tụi con có chân nè. Tụi con cũng chỉ vận động như những đứa trẻ bình thường khác thôi. Tụi con đâu có làm hại ai đâu. Tụi con làm gì đến tội. Chú ơi, con lớn nhất ở đây tại vì con được sinh ra rồi. Nhưng mà con chưa được tròn một ngày tuổi là con đã bị bỏ hoài bụi rậm. Con nằm đợi hoài mà không ai tới. Bởi vậy con mới bị kiên căng đó chú. Kiên nhiều lắm. Bỏ lắm chú ơi. Tại con không có tội. Tụi con không có tội. Con gái chú cũng không có tội. Nó bị hôn mê trong bệnh viện.
hai tháng rồi nó chưa tỉnh lại. Chú cần tiền, chú cần tiền để lo cho con gái chú. Nhưng mà trời ơi, anh thấy tụi nó thiệt hả anh? Mày tưởng nay giờ tao độc thoại một mình đó hả? Giúp tôi đi, giúp tôi đi, tụi nó nói đầy trong đầu tôi hết rồi. Giúp tôi đi, làm ơn giúp tôi đi. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả, giúp tôi đi. Tôi không làm. Tại sao mày không làm? Tụi nhỏ không có tội. Tụi nó không có tội thì ai có tội hả? Anh là người có tội đó anh hai à. Anh hai, anh nghe em nói nè. Tụi nó không có tội. Tụi nó có tội. Không, không, để tôi nói nghe. Tụi nó không có tội. Nhưng mà ba má tụi nó đưa tao tiền nhiều lắm, kêu là bỏ tụi nó đi. Đâu phải lỗi của tao. Em biết rồi, bây giờ uống thuốc nha anh. Uống thuốc nha. Tao đâu có bệnh đâu mà uống thuốc. Tao đâu có bệnh đâu. Sao chú hại tụi con? Sao chú hại tụi con? Sao chú hại? Ăn kẹo. Kẹo ngon lắm. Kẹo. Anh hai, anh bình tĩnh lại chưa? Mày, chính mày, mày hại tao. Mày đem tụi nó về, mày chất đầy trên cái tủ kia. Là mày muốn ám tao đúng không? Đúng không? Không có ai hại anh hết. Tất cả là do anh. Anh nghe em nói, anh mở phòng mạch chui làm gì? Rồi anh cho người ta uống ba cái thuốc tào lao để người ta phải bỏ con của người ta. Anh hai ơi, anh hại bao nhiêu sinh linh rồi anh biết không? Bây giờ anh nghe em nói nè, không có ai hại anh hết. Anh thấy được tụi nhỏ là do tâm anh không tỉnh. Sai. Sai. Tâm tôi tỉnh. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ làm một chuyện gì xấu hết. Vậy cũng thấy tụi nó kìa. Tụi nó kéo nguyên một băng anh luôn. Anh ngồi đi, tôi mệt rồi, anh đi về đi. Không, nói thiệt, thấy tụi nó là thiệt đó, trời ơi. Đi về đi. Em đi về cũng được, nhưng mà cho em có số tiền trên đây nha anh. Số tiền trên bàn không có lấy được đâu. Tại sao không lấy được? Tiền âm phủ không à anh ơi. Này mình chưa cần xài tới. Mày không nói tao cũng biết rồi. Anh ơi, tiền là giả, nhưng mà ma là có thiệt đó. Im đi. Ở đây không có ma cỡ gì hết. Tôi thiệt. Yêu cầu hai anh đi về. Thiệt mà, đây nè. Một đứa bị kiến cắn nè. Hai đứa bị dính với nhau nè. Một đứa bị chết đuối vô tập bơi trong toilet nè. Anh thấy tụi nó hả? Tụi nó làm sao? Anh tả cho tôi coi được không? Tôi không có nhu cầu để thấy. Anh ơi, tụi nó làm sao anh? Anh diễn tả cho tôi coi đi. Ông nội tôi con dám nhìn nó kêu tả. Ý là tụi nó có cần tiền gì tôi giúp không anh? Không. Tụi nó nói nó cảm ơn cậu nhiều lắm. Alo, ai vậy? Dạ, đúng rồi. Tôi là bà Mimi. Dạ, tôi nghe nè bác sĩ. Sao ạ? Anh cho tôi nói chuyện với Mimi. Ba nè Mimi. Đừng. Ba nè. Ba của Mimi nè. Ba không có bỏ Mi, ba về liền. Ba không có bỏ Mi đâu, ba về liền với Mi, ba về liền với Mi. Rồi. Mi ngủ đi, Mi ngủ đi. Không, đừng ngủ Mi ơi, Mi ngủ 2 tháng rồi, ba sợ lắm. Rồi, Mi lạnh đúng không? Mi đắp mền lại. Rồi, Mi tưởng tượng đi. Mi tưởng tượng, đây, ba ôm Mi nè. Đó, ba đang ôm bé Mi đó. Bé Mi thấy ấm chưa? Ấm rồi. Thôi cúp mai đi Mi ơi. Chú ơi,
này sẽ không bao giờ đầy. Còn con ước kiếp sau tụi con sẽ có được những người cha, người mẹ yêu thương tụi con giống như là chú. Ủa anh, bé My dậy rồi, sao anh không về đi? À, tao về không được. Sao vậy? À, tụi nó ôm tao cứng ngắc à. Vậy thôi em về trước á. À, mày về cũng không được đâu. Sao vậy? Có thằng ôm cản mày đó. Chú ơi, tụi con không biết lấy gì cảm ơn chú á. Hôm nay chú lại ăn cháo với tụi con nha. Tao ăn cháo bây giờ, tao ăn cháo. Không có ăn cháo đâu. Ê, sao mày không chạy đi? À, em thấy nè, có một đám luôn kìa. Trong tập thi đấu hôm nay, tiếp tục với chủ đề bài học tuổi trẻ sẽ là màn tranh tài của hai nhóm. Nhóm khủng long Tí Hon với trưởng nhóm Quốc Khánh đến từ Cười Xuyên Việt mùa 2 cùng những người bạn thân sẽ thể hiện mảng vấn đề tiền. Nhóm những chàng trai Hey Man với sự tham gia của cặp đôi Lạc Hoàng Long, Lê Nam đến từ Cười Xuyên Việt mùa 2 và phiên bản nghệ sĩ mùa 2 sẽ thể hiện mảng vấn đề về tù. Còn bây giờ, tiếp tục với chủ đề bài học tuổi trẻ cùng với giám khảo Kiều Anh, Tấn Bèo, ban bình luận Nam Thư, Dương Lâm, Vu Ca, Tuấn Dũng. Và hãy quay trở lại phòng đặt cược của chương trình cùng MC Anh Tú. Chào mừng các bạn đã đến với phòng đặt cược và đây là đội chơi. Ô la la, xin chào người quen. À, xin chào nhóm và xin... Cho tôi gặp đội trưởng đi. À, dạ, ở đây em là đội trưởng. Em là đội trưởng, em nhỏ nhất mà em là đội trưởng ha. Bây giờ Khanh hãy chia sẻ những khó khăn khi mà chúng ta thi đơn rồi bây giờ chúng ta lập một cái nhóm thi. Thì cái khó khăn nhất là cái khó khăn gì hả? Ờ thì khi mà thi đơn á, thì mình thích cái gì thì mình làm cái đó. Còn ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái đầu. 7 suy nghĩ khác nhau, 7 ý tưởng khác nhau. Thì cái việc mà thống nhất cái ý tưởng nào mà ý tưởng hay nhất á, rất là khó khăn. Và xin chúc cho nhóm khủng long Tí Hon không còn Tí Hon và khủng long lớn luôn nha. Đây, Tú có 3 mức cược. 5, 10 và 15. Ở vòng đầu tiên thì chắc chắn các bạn có biết luật chơi rồi chứ hả? Thì bây giờ các bạn hãy chọn một mức cược đi nào. Thôi bây giờ chúng ta đã quyết định cái giá đặt cược cuối cùng. Ừ. Bây giờ mọi người là không thay đổi nữa nha. Ok. Dạ, ok. Các bạn đã thống nhất chưa? Rồi bây giờ là thống nhất rồi anh. Thống nhất rồi, này phong bì của Tú. Tôi xin niêm phong lại nha. Đến cuối chương trình tôi sẽ mở ra và chúc cho các bạn đạt được số tiền mà mình đã đặt cược. Rồi. Về cái em quyết tâm nè. 2 3 nè. 1 2 3. Yeah! Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với đội khủng long con ham ăn. À, hả? Ừ. Cái đội người ta không phải tên vậy. Không phải đâu Tú. Nó bạn ta chửi chết. Mèo biết rồi là nhóm khủng long Tí Hon. Tí Hon đúng không? Nhóm khủng long này có một cái điều rất là đặc biệt. Đố Tú là gì? À, nếu như Tú không lầm thì Quốc Khánh và Hoàng Khôi là hai người có thể viết được kịch bản hài đúng không? Viết được kịch bản, họ là biên kịch mà giỏi luôn á. Wow. Một cái điều mà lợi thế của nhóm, nhưng mà chính vì cái lợi thế nó là con dao hai lưỡi để cho mà nhóm cảm thấy bế tắc. Mọi người muốn nghe là mọi người đang tôn trọng quyết định của Khánh và Khôi không? Dù gì đi nữa thì Khánh và Khôi vẫn được. Tại vì em là người tôn trọng nhưng mà phải có suy nghĩ ở trong đó để nhóm anh nói. Tụi em là kiểu diễn viên thôi, còn ông Khánh là ông có tư duy đạo diễn cho nên nhìn tổng thể ông thấy không được thì ông không có dám làm. Nếu mà thấy không được á thì khi mà tổng đạo diễn người ta đưa ra cái đường dây cho mình thì cứ vậy mà làm thôi. Đừng có nhớ nha. Thôi anh. Thôi anh đã đừng cầm thôi anh đừng cầm. Cắt thôi. Thôi cắt. Thôi cắt. Cầm cắt. Cắt. Ở nào? Mắt gì? Đừng quay em, đừng quay em. Khánh. Trời ơi Khánh. Ôi vậy bây giờ sao ta? Hôm nay nhóm mình có ổn không ta? Không biết nữa, giờ đang rất là hoang mang và hy vọng là nhóm có thể vượt được về đích an toàn. Và để xem nhóm sẽ như thế nào. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón nhóm Khủng Long Tí Hon. Anh Bi. Vậy? Anh Bi tới giờ em không tập nữa. Trời trời, muốn giảm cân phải tập chứ. Quá sức chịu đựng của em rồi. Nè, bây giờ tôi nói cho cô nghe, cô muốn giảm cân để làm cái gì? Đi làm hot girl. Làm cái gì nữa?
để được có toy và có siêu xe. Có bóng gơ nào mà mập như vậy không? Không. Thì phải tập. Tập đâu? Muốn thành hot girl thì phải tập, biết chưa? Không, em không tập đâu. Em không cần tập vì đã có anh. Siêu xe và hó đó. Em gái, anh có siêu xe nè, anh tặng em chiếc siêu xe này, em đi chơi với anh nha. Không. Sao vậy? Anh mập quá. Xấu mà còn đòi hỏi. Được, em muốn đẹp trai chứ gì. Anh có phép mà, anh sẽ biến ra một người đẹp trai cho em. Em gái à, em đi chơi với anh chứ. Dạ đi. Hết đói mất rồi, chỉ còn xúc xích thôi. Đi chơi với xúc xích nha. Dạ đi. Đi anh ơi. Ôi quẹo đây. Quá. Siêu xe của anh mà quá. Quá ơi, quá. À quá. Trời đất ơi, cái khu tập thể của người ta mà cũng ngủ giữa thanh thiên bạch nhật vậy được nữa à. Mơ gì nữa vậy? Hả? Siêu xe. Siêu xe nè. Đó. Siêu xe. Có một chiếc xe kiếm cơ mà lúc nào đụng vô cái hư, đụng vô cái hư à. Ai muốn vậy đâu. Thấy chưa? Xui mà nó xui vô chỗ ăn, chỗ ngồi luôn hả? Thì già cả rồi chạy xe ôm ế quá, giờ không có tiền sao sửa xe ba. Thôi được rồi, để tôi kêu thằng bạn tôi nó sửa cho. Nó sửa chùa, nhưng có tiền phải trả lại cho nó. Ai vậy? Anh Đầu Quang. Thằng này tôi nhớ tôi nằm ở việc gặp giấc mơ thấy nó mà không ta. Bậy bạ, đây chính là Dr. Biker. Anh, hành nghề đi anh. Trời, ông đo nhiệt kế luôn kìa. Sốt rồi nha. Mấy độ anh? 60 độ. Trời ơi. Đúng rồi, mới chạy xe về mà. Tim đập yếu. Đúng rồi, lâu rồi anh chưa đổ xăng. Để tôi bóp mà. Có rồi. Có gì anh? Có thai rồi. Cái gì? Không, ý tôi nói là có hư. Có hư hả? Ừ, phải thai nha. Thai hả? Ủa mà thai nhiêu tiền? 20 triệu. Bạn xe nhiêu tiền? 2 triệu. Rồi, sửa chi ba? Mua xe mới luôn cho rồi. Giờ có thai hay không? Có cái chén cơm mà có thai. Ừ, cứ yên tâm, để tôi. Anh. Đi về. Chắc chưa? Dạ chắc. Khoan đã bác sĩ, tình trạng của bệnh nhân như thế nào rồi? Tình trạng của bệnh nhân thì phải mổ, nhưng mà sống được hay không thì phải do ý trời. Nè, tôi dặn nha, lần sau phải để dành tiền cho những cái tình huống như vậy chứ. Chạy xe ôm gì mà ẩu tả vậy? Ai nói ông đâu có tiền? Ủa? Có tiền mà chẳng qua để dành không sửa xe thôi. Dạ. Ông biết để dành tiền làm gì không? Chị, mua quà, chiều nay sinh nhật bà Hoa nè. Hả? Cái gì? Chiều nay sinh nhật bà Hoa hả? Ê, cái gì? Giúp tôi suy nghĩ coi chiều nay tặng bà cái gì. Rồi, từ từ để tính nha. À, tặng bà kim chỉ đi, tặng bà mai. Thôi, bà không thích mai đồ, bà thích ăn à. Vậy tặng bà kim chi. Trời ơi, không tặng kim chi, tự nhiên ăn vô sốt bao tử lắm. Vậy bây giờ mà con gái tặng cái gì mà vô là nó phê liền ta. Đừng có kim chi. Kim chích. Để sao tặng kim chích bà? Vậy thôi, nếu mà khó tặng quá cái gì cho bất ngờ đó. Nếu mà khó quá dẫn bà qua gặp chú Kim Tử Long đi. Tào lao. Thôi bình tĩnh. Cái gì? Bây giờ có bao nhiêu tiền mà đòi mua quà tặng gái nè? 50. Trời đất ơi, có 50 ngàn thôi đó hả? 50 ngàn rồi đâu có đắp đổi gì được. Bây giờ phải tính cách nào. Khoan đã, tôi đã có cách.
sao? Tôi muốn trẹo tay luôn, không hiểu hả? Không hiểu, nãy giờ có hình không có tiếng. Ý tôi là tụi mình sẽ cướp ngân hàng. Thôi bỏ đi. Tôi cũng nghĩ vậy. Được rồi, nghĩ sao già cả một cướp ngân hàng vậy ba? Có cái nào mà không ở tù phạm pháp đâu không? Tôi còn một cách. Cách gì? Bây giờ mình đánh đề đi. Đánh đề hả? Ừ. Đánh đề ở tù đó ba. Ở tù cái gì? Ở tù đánh đề cái bộ giết người sao ở tù? Trời mặt kìa. Mà làm cái gì mà ghê dữ vậy? Có biết đánh đề không mà đòi đánh đề? Không. Con chó số mấy? 11. Dê nhiêu? 35. Bướm nhiêu? 19. Còn ở tù nhiêu? 3 năm. Cái gì vậy ba? Trời đất ơi, cái gì mà trùng tao ở tù vậy? Nghĩ sao đánh đề? Bây giờ tôi với ông không có thằng nào biết đánh đề hết trơn. Đánh là lỡ thua mất 50 ngàn tôi sao? Không sao. Bây giờ không biết đánh đề nhưng tôi biết một người. Người đó có thể giúp cho mình đánh đề. Đánh đầu thắng đó. Ai? Thần đề. Hỡi thần đề, hãy về đây. Cao xanh hỡi hãy chứng minh lời của chúng con. Giúp chúng con xin người hãy một. Không là chết con người ơi. Thôi trời ơi. Thần đề sao cái gì? Ba ký sinh hả? Tào lao, cái đó là người ta đang bấm. Đó, mày, tao bị sốc dầm. Hey, anh nhân trời ơi. Thần đề, giúp con. Cái gì vậy? Búng cái dầm bay con mắt rồi. Tào lao mày, cái dầm còn ở đây nè. Trời ơi, vậy là ông lấy dầm tiếp hả? Không, tao đang bấm đề. Còn cái dầm sao? Bấm quá cái lúc tôi trong luôn rồi. Trời ơi. Nhưng mà trong hai con, ai là người kêu tao lên đây? Dạ con. Con đã nằm mơ thấy gì rồi? Nằm qua hả? Đúng, mơ thấy gì? Rồi. Mơ thấy cái gì? Giấc mơ tuyết trắng. Ê! Trong giấc mơ đó, con thấy ai? Lương Mạnh Hải. Thấy ai? Ca sĩ Thủy Tiên. Ai nữa? Siêu mẫu Anh Thư. Sao con thấy toàn nghệ sĩ không vậy? Đêm qua thức trắng coi phim mà. Bấm không có đèn thôi. Ê! Bó rồi! Bó rồi! Bó số rồi! Số 10 nha! Số 10 đúng rồi, hôm qua con tới tập 10 mới ngủ. Tập ra lẽ nè! Con, đêm qua con mơ thấy gì? Dạ, đêm qua con nằm mơ. Thấy cái gì? Không dạ, thấy nhột. Vậy là trong hai con không ai nằm mơ thấy gì hết hả? Dạ. Dạ. Thì sao có số đánh đây? Trời ơi, giúp con đi thầy. Không sao, ta đã có cách. Ăn cái này đi. Con ăn vô đi, rồi con sẽ nằm mơ. Con thấy được con số mà con muốn. Ăn đi con. Ăn đi. Có giấc mơ nào êm đềm khẽ lướt qua làn môi. Và xin chúc mừng phần thi trình diễn của nhóm khủng long Tí Hon. Và đồng nghĩa với việc bốn nhóm đã thi xong. Và trên tay anh Tú đang cầm kết quả chung cuộc. Ba nhóm nhận được số điểm 10 đến từ ban giám khảo. Và một nhóm nhận được số điểm 5 vì diễn quá nhạt nhẽo và không có gì thú vị. Và người nhận được số điểm 5 sẽ buộc lòng phải rời khỏi chương trình. Và đó chính là nhóm Khủng Long Tí Hon, đội trưởng Quốc Khánh. Anh ơi, em mới thi có nửa vòng một mà sao em rớt vậy anh? Ráng năm sau đăng ký lại nghe em. Dạ xin trời ơi, những gương mặt này nè,
Chị Nam Thư, chị Kiều Oanh, chị Buka, trời nhạc này sao quen quá vậy, em rớt nữa rồi hả? Trời ơi, không được đâu, tôi không rớt nữa, trời ơi, tôi không rớt nữa đâu. Số máy, thấy cái gì? Không thấy gì hết. Trời ơi, thấy cái gì phải nói mới là số chứ. Không thấy gì đâu, không dám nói. Sao vậy? Tôi mà nói ông không có can đảm đứng ở đây đâu. Trời ơi, thôi bây giờ vậy đi, nó không mơ được, để con mơ cho. Có giấc mơ nào êm đềm? Mình đang ở đâu đây? Trong đầu mình hình như không nhớ gì cả. Khôi à? Khánh. Hình như ngày mai là ngày Khánh cưới vợ đúng không? Dạ. Thật là trùng hợp, mai cũng là ngày Khôi đi du học nước ngoài rồi. Không biết khi nào mình mới gặp lại nhau. Khôi chúc Khánh hạnh phúc bên người mà Khánh yêu thương nha. Chào Khánh. Khánh thương Khôi. Cuộc sống với đây nào biết trước định mệnh, mà có mấy ai tự đổi thay đời. Khánh ơi đi, Khánh nói đi, Khánh thương Khôi vì cái gì? Bởi vì ánh mắt của Khôi đã làm đốt cháy trái tim của Khánh. Ý Khánh nói là cái ánh mắt này á hả? Đừng làm như vậy nữa Khánh. Nhưng mà Khôi đã mua vé máy bay rồi. Vậy thì xé vé máy bay đi. Còn vé tàu nữa. Xé vé tàu luôn. Khánh có giỏi, Khánh xé luôn cái này đi. Xé hết. Khánh ơi, Khánh mới xé sổ đỏ nhà Khánh đó. Khánh ơi, Khôi không chứa chấp Khánh nữa. Khánh đi bụi đi. Khôi à, Khánh không cần gì cả, Khánh chỉ cần Khôi thôi. Vậy còn vợ Khánh thì sao? Khánh, đừng làm vậy. Mặc dù Khôi thích nhưng mà đừng làm Khánh vậy. Yêu Khôi. Cái gì vậy ba? Gì bóp cổ gì ba? Làm mơ cái gì vậy? Không, cái này không nói được đâu. Sao không nói được? Không. Là mấy vậy? Cái này là ước nguyện thầm kín. Cái gì? Ý là một cái giấc mơ vô nghĩa nhưng mà giá như nó là sự thật. Cái gì? Không có, ý là nó không có số gì hết, không có mơ mộng gì được cái này đâu. Trời ơi, không ai nằm mơ thấy số gì ta. Sao mà thấy số được? Vì ta đã bỏ nghề thầy đề lâu rồi. Trời ơi, tại sao vậy? Bị gì mới đi cải tạo về. Rồi giờ ba làm nghề gì? Bây giờ ta làm cái nghề chân chính hơn rồi. Nghề gì? Thầy bói. Trời đất ơi. Trời ơi, thầy bói là cô nội của thầy đề đó. Ủa bây giờ ông làm thầy bói làm đâu giúp tụi tôi bằng đề đâu, đi về đi. Nhưng mà ta biết con đang yêu một người tên Hoa đúng không? Sao biết hay vậy? Ta là thầy bói, ta không có Khôi đại trà đâu. Nhưng mà ta còn biết nữa, kiếp trước còn mắc nợ cô ta. Có mắc nợ hả? Đúng. Nếu như con muốn biết kiếp trước con mắc nợ cái gì thì ăn cái này đi. Con sẽ nằm mơ và thấy về tiền kiếp trước của con. Rồi con sẽ rõ. Quản lý sao rồi? Dạ, chưa chuẩn bị xong chưa? Đã sạch sẽ. Ê, tao thấy còn dơ quá trời kìa. Trời ơi, dọn dẹp các bạn lại. Vô, để con chùi cho. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với sòng bạc AK. Thưa mọi người, ngày hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến một trận tranh tài có 1-0-2 ở bến Thượng Hải. Đó là trận so tài giữa hai ông trùm lớn nhất bến Thượng Hải. Dành một tràng pháo tay thật lớn cho ông Tô Nước Leo. Và sau đây dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa cho ông Ali. Dân, nội quy của sòng bài là khi vào đây chúng ta không được mang bất kỳ một loại vũ khí nào cả. Cho nên hai bên có vũ khí giao nộp ra giùm tôi. Được. Tôi đưa ra tô nước lèo chứ. Khá lắm. Tôi đưa ra có mì. Tôi đưa có mì. Tôi đưa trái ớt. Ông đưa trái ớt thì tôi đưa miếng hành. Thôi mày đánh lộn chứ bộ đi ăn lẩu thập cẩm hả? Dẹp. Vâng. Và bây giờ chúng ta
trước khi tiến đến phần tranh đấu, tôi muốn hai người ký vào tờ cam kết sau đây. Được. Không cần ký đâu. Tờ cam kết chữ ký có thể giả được, nhưng mà vân tay và máu thì không bao giờ giả được. Cắt máu rồi ịnh vô đi. Không được, vì tôi sợ chảy máu lắm. Có sợ thì cũng là luật giang hồ. Làm đi. Giả giả. Giả giả. Giang hồ mà sợ cắt máu à? Giả, đừng có ép ta mà. Không phải tay tôi. Vậy tay ai? Tay ta. Đâu ra vậy bà? Đang lau cái sàn, lau lên cái bàn đứt cái tay. Trời ơi. Đi vô bệnh viện. Ơi, không kịp nữa rồi. Tại sao? Ta bị bệnh máu kho đông. Giờ sao? Có cái thùng đá không? Vô trong kiếm. Thi triển. Thôi, xe điện đụng hả? Đem nó vô. Hey. Hey. Máu khó đông còn động cho nó chảy. Bây giờ tôi xin công bố thể lệ thi đấu như sau. Chúng ta có 3 vòng thi. Vòng đầu tiên đó chính là đấu bài. Giang hồ không đánh bài, giang hồ chỉ có quýnh lộn mà thôi. Muốn đánh lộn thì có đánh lộn. Thưa mọi người, đánh lộn chúng ta có rất nhiều loại đánh. Đánh có vũ khí, đánh không có vũ khí, đánh có vũ trang, đánh có quá trang, đánh phân nền, đánh, đánh mày đó. Đánh... Thưa mọi người, ý tôi là chúng ta có rất nhiều loại đánh nhưng chỉ có 2 loại đánh chính, đánh có vũ khí và không có vũ khí. Mọi người muốn đánh theo cách nào? Giang hồ với nhau thì đánh có vũ khí cho nó máu. Chắc chắn là như vậy rồi. Được, nếu như vậy bây giờ tôi hô khẩu lệnh hai người xử nhau nha. 1 2 Thanh toán. Có em. Hey, tính tiền nè anh. Ủa, tao đâu kêu tính tiền. Trời ơi, anh kêu thanh toán là tính tiền ở đây. Tào lao, tao kêu thanh toán là đánh lộn. Trời, anh có ăn học mà, mình phải nói cái từ cho sang chứ. Nói gì? Quất. Quất. Khoan đã. Em gái đứng lại. Trước khi mày chết, tao muốn mời mày một ly nước. Ha! Mày mời thì tao uống thôi nè con bé. Lấy cho anh một ly kem sữa hột gà. Nhớ nha, kem thì lấy kem Valentine, đừng lấy kem vani. Còn sữa lấy sữa bà Thọ, không lấy sữa ông Thọ. Còn hột gà lấy hột xoàn, đừng lấy hột gà nha. Qua đây! Tào lao ai bán cho mấy thứ đó? Ông này sao anh? Qua đây anh kêu món khác nè cưng. Lấy anh ly trà gừng. Nghe chưa, đơn giản trà gừng. Nên nhớ, trà là trà hoa nữ, gừng là gừng cay muối mặn, xin đừng bỏ nhau. Trời! Ôi dẹp luôn, dẹp luôn. Đâu luôn á. Thôi được rồi, tụi nó rắc rối quá. Em ra đây, một ca trà đá cắm 10 gấu hút. Dạ. Truyền bán. Theo hiệu lệnh của tôi, hai người sẽ cho tay vào thùng và bốc. Được, được chưa? Mày bốc được chưa? Đã bốc được rồi. Được. Lên. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hứa với anh một câu sẽ. Cái gì vậy ba? Cái gì vậy? Hả? Gì vậy? Tự nhiên mày nắm tay tao, mày mê tao phải không mày? Mày mê nha, mày kiếm chuyện nha. Tao để ý mày nãy. Mày kiếm chuyện nha. Chơi với mày. Bây giờ có đấu nữa hay không? Đấu. Lỡ rồi thì bốc lại. Lần này cẩn thận hơn nghe chưa? Mày bốc trước đi cho khỏi lộn. Tao bốc được rồi. Tao bốc được rồi. Được. Lên. Cái gì vậy ba? Thằng này đâu vậy? Ở đâu ra nữa vậy hả? Hả? Tao đang đâm đá, mày cứ đào lô tao ra gì? Hả? Thùng đá hả? Ừ. Mắc mới gì mày ngâm đá, rồi mày ngâm một ngón tay, thì mày ngâm nguyên người làm gì? Tao ngâm nguyên người, tao trừ hao mày.
biến. Ừ, thi triển. Thôi được rồi, lần kế tiếp để tránh xảy ra sự cố, từng người một bóc. Bóc trước đi. Rút. Hay. Không biết, kéo ra cái quần. Quá tào lao luôn. Không cần cái thùng vũ khí này nữa, dẹp vô. Tốt, vậy là quê rồi. Bởi vì bây giờ tao là có vũ khí. Hôm nay mày phải chết. Nè, không được vi phạm quy định của sông bay nha. Một khi ta đã cáo thì đừng có hỏi bố cháu là ai. Mày, mày phải chết thằng mập. Yeah. Trời ơi, quá thùng quá, chúng đạn có ai bị không vậy? Trời ơi, hên quá, tôi còn nguyên. Vậy ai trúng? Tôi trúng. Vì chính em có ngày hôm qua. Không phải tao nha, không giết người luôn nha. Đứng lại, người đang bắt nó lại. Quân giết người, mày phải chết. Nè, mày phải chết thôi. Mày phải chết. Vì chính em có ngày hôm qua. Giết người, giết người. Bác sĩ, bác sĩ đâu? Chạy vô 501 kêu bác sĩ ngừng kéo xì dắt ra kéo bệnh nhân vô. Trời đất ơi, nguy hiểm quá, phải lấy đạn ra thôi. Quân giết người. Trời ơi, mày giết bác sĩ rồi. Ai bắn đó chứ không phải tôi. Viên đạn trội mà sao nổ được, không tin nè. Gì mà kỳ vậy? Cô còn sống không? Hả? Yeah. Gì? Hả? Yeah. Gì? Ai chịu chết hết vậy? Trời đất ơi, cô ơi, tôi có lỗi với cô. Tại vì tôi mà cô phải ra nông nổi này. Tôi hứa với cô, nếu có kiếp sau, tôi sẽ yêu cô suốt đời. Tôi nhớ ra rồi. Hèn chi kiếp này tôi yêu cô ta nhiều đến vậy. Và tình yêu đó sẽ theo cậu đến suốt đời. Tôi vẫn hạnh phúc vì điều đó. Ta đi đây. Ở đây hồi bánh văn phòng tới mệt. Vé số chiều sổ đây. Trời bà Khoa phải về rồi. Bây giờ sao? Bây giờ sao? Bây giờ sao? Giúp tôi với. Giữ chân bà, tôi đi mua quà cho ông tặng bà. Đi. Vé số đây. Qua Tới liền. Đợi xíu anh ơi, anh ơi. Rồi tôi bán anh này xong tới anh liền. Cha già này ở không ghê, bán cực chết thì kêu vô đây làm gì, hú hét gì vậy? Kêu vô mua vé số. Trời ơi, nay không chạy xe ôm mà có tiền mua vé số tôi luôn. Trời ơi, mua mấy tờ? Giờ bà đi lại tôi mấy bước thì tôi mua cho bà mấy tờ. Thiệt không đó? Thiệt. Tôi bước thiệt nè. Một vé, hai vé, ba vé, bốn vé. Ai sợ ông tôi? Hết tiền rồi đừng đi nữa. Mọi người xuống đây nghỉ mệt đi nè. Nằm vé nhà, hứa tôi nằm vé đó. Rồi đây chờ tôi chút xíu nha. Ai đi đâu vậy? Năm vé. Lấy tiền mua vé số. Trời ơi, lẹ nha. Ông Khánh. Ông này. Ủa, bà Khoa. Sao? Trời ơi, chúc mừng sinh nhật mày nha. Ủa sao biết vậy? Ông Khánh nói. Trời ơi, ông này bày vẽ luôn. Ước đi. Trời, chưa ước nữa thổi rồi. Ông ơi, có tuổi rồi, thực tế chút đi. Tôi bây giờ
mong ngày nào bán hết vé số là mừng rồi. Hợp lý nha. Còn nếu mà dư giả được miếng góp góp mua chiếc xe để đi bán cho đỡ cực ông ơi. Happy birthday to you. Tặng bánh kem còn hát nữa. Tôi đâu có hát. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Tiền ở đâu? Tiền ở đâu mua chiếc xe này? Bán chiếc xe không? Ông điên hả? Chứ không là manh áo miếng cơm của ông mà. Cái ông này. Thì bây giờ già cả rồi, chạy được ngày nhiêu cuốc đâu. Tôi hỏi bà ngày bà nhập mấy tờ giấy số? 100 tờ. Tụi đây về sau nhập 200 đi. Đi sao không hết mà bán ra nổi. Tôi đẩy bà, tôi bán phụ bà. Rồi thử nha. Không rồi. Đẩy đi. Đẩy đi. Đi đi đi, từ 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 thôi. Từ từ nha. Từ 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 từ. Qua. Có chiếc xe rồi tôi cấm bà nha. Từ đây về sau không được lo lắng bất kỳ điều gì nữa. Sao vậy? Bởi vì nơi này đã có anh. Êm quá nha. Vuka xem xong, Vuka rất là thích cái kết của cái tiết mục này. Rất là tình người, rất là cảm động. Trong cuộc sống mà tiền nó sẽ liên quan đến tình. Mình hãy lấy cái tình để mình bù vô cái tiền. Thư lại thích cái phần sau hơn. Bây giờ cho chị hỏi trong nhóm của mình Khủng Long Tí Hon nè. Thực sự nha, Khủng Long Tí Hon cái vàng, nhìn vàng Khủng Long chịu. Rất là dễ thương, rất là lạ. Bởi sao? Trong nhóm tụi em cái màu sắc nó khác lắm. Hôm nay thì cái tiểu phẩm này Khánh là người cầm chịch. Nhưng mà Khánh lại bị một cái khuyết điểm. Khánh mà lên sân khấu mà Khánh mà làm chính là Khánh bị lo ra. Hôm nay trong cái đội hình của cái đội Khủng Long Tí Hon này đó có Thánh Nhạc. Từ trước tới bây giờ, từ các mùa của Cười Xuyên Việt, từ mùa Nam Thư Thi là bạn này làm nhạc, chọn nhạc hết tất cả những tiết mục. Bây giờ ra duyên dáng, chị Oanh quay qua hỏi tên gì, duyên quá. Nói chung tiết mục mở màn hôm nay của Khủng Long Tí Hon đối với chị được lai đậm. Vâng, cảm ơn sự lai đậm của chị Nam Thư. Anh Lê thôi để anh tự nói luôn em. Trường Giang là ngày xưa học chung diễn viên với em chị Oanh. Từ trước giờ em không bao giờ em thấy nó diễn hết. Đây là lần đầu tiên mà em thấy nó diễn. Chắc dạ. Tại vì Trần Giang. Trần Giang. Vì em thấy em xuất hiện như địa ngục cho nên Trần Giang phải xuất hiện. Dạ. 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 Bắt đầu thu hút là từ khúc mà Giấc Mơ Trở Về đó. Và Quốc Khánh mơ giấc mơ Cười Xuyên Việt các em. Anh đồng cảm với em rất là nhiều. Nói chung là tiểu phẩm dễ thương lắm. Giờ nhường cho Tuấn Dũng. Nói gì cho vui coi em. Dạ. Vậy giờ tới em, cho em dạ cho xin phép dạ chú Bèo. Rồi chị, bớt chào đại. Dạ cho em nói. Dạ, thì cái... cho em nói đó, dạ, tụi không. Chị đâu có gì đâu. Dạ, em cứ không. Nói đi là lúc nào chị cướp được chị cướp. Dạ, dạ em xin phép chú, em sợ ấy. Không cần xin phép dạ. Gì cả. Đúng rồi, lâu quá Dũng ơi, lâu lắm không. Rồi. Rồi đi giờ nói nè. Trời dạ. Mấy đứa làm quá, rồi, mấy đứa ơi, trời người ta dù gì cũng dạ. Tội nghiệp cũng là Tuấn Dũng chứ. Thì đó tội nghiệp cũng... đó. Nãy ngồi coi mà Tuấn ngồi... Dũng nó cũng ốm. Dạ em nói, em nói. Ờ. Thì đó thì chị kêu nó nói mà. Dạ dạ. Thì dạ. Em nói đi, nói. À, nãy giờ chưa nói được luôn á mọi không người. Có để lại. Dũng, tại... Dũng lên đây nè cưng, lên đây nè. Dạ kính thưa quý vị và các bạn, và sau đây cho tôi xin phép được gửi vài cái lời gọi là khích lệ tinh thần cũng như là động viên cái đội Khủng Long này. Một cái chi tiết nó nhỏ thôi, hay ở cái chỗ Giấc Mơ. Thật sự khi mà tìm thật nhiều cái chủ đề á để mình làm á thì nó dễ, nhưng mà để tìm được một chủ đề mà trong một chủ đề đó vẽ ra nhiều tình huống thì cái đó rất là khó. Chẳng hạn như là cái Giấc Mơ thì mấy bạn vẽ ra hết giấc mơ này rồi tới MC thông báo, mỗi cái đều hai cái màu khác nhau. Dù đầu thì rất là lạ, cuối cùng thì mấy em lấy mảng này mớ, mảng kia mớ. Cái người ta muốn coi cái vui, cái tự nhiên mấy em làm lì lại cái quên đi những cái vui hồi nãy. Cái cuối, cái kết của nhân gian.
có tình có nghĩa. Thì anh nói vậy mấy em rút kinh nghiệm là khi diễn phải nhìn bạn diễn kế bên và tập trung với nhau và phải thoại cho chắc. Và những mảng miếng nào mới thì mình sử dụng, còn thấy nó trùng lắp thì bỏ bớt đi, đừng có nhây. Nhây á, anh nói thẳng phải nhây như anh, nhây mà chừng nào người ta đuổi anh vô thì anh mới vô. Nhây như vậy đó, nói nãy giờ là nhây rồi đúng không? Đúng, đúng. Chính xác không? Nhây mà em nghe, mấy em phải nghe thôi. Cái cuối là duyên nhất. Ừ. Anh rất yêu mến mấy em. Anh thấy ai cũng có đam mê nghệ thuật, ai cũng có cái khả năng trong người hết rồi đó. Rèn luyện thêm là nhóm Khủng Long Tí Hon sẽ thành công. Đầu tiên phải nói là cái tên thôi là đã thấy lạ rồi. Khủng long đã bự rồi mà còn tí hon. Thì chị coi tiết mục các em chị mới thấy rằng cái đề tài tụi em đưa ra rất lớn như cái tên khủng long của tụi em. Nhưng cái sự giải quyết bên trong, mặc dù nó còn có những cái vấp váp nhỏ là gọi là tí hon chứ không là con nít gì đó, nhưng chấp nhận được. Chấp nhận ở chỗ nào em biết chị thích chỗ này nè. Vì sao chị không bắt bẻ tụi em một miếng nào hết? Vì đây là giấc mơ. Mơ thì không có quyền trách tôi điều gì cả, vì đâu phải sự thật đâu. Đó là sự thông minh cao nhất của tụi em trong tiết mục ngày hôm nay. Đối với chị ngày hôm nay như vậy, mở màn như vậy, tương tác như vậy là đã đủ độ duyên rồi. Với một cái dàn như thế này, với các đầu như thế này, với những người mà coi như là của thuộc về trần gian như thế này, thì chị bảo đảm vào vòng trong các em sẽ có những cái thứ ngoạn mục hơn nữa. Xin cảm ơn nghệ sĩ Kiều Anh. Và số điểm của nhóm Khủng Long Tí Hon sẽ được giữ lại vào phía cuối chương trình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với nhóm tiếp theo nha. Vui mừng chào đón quý vị khán giả và chúng ta gặp nhau ở phòng đặt cược. À các bạn ơi, vậy nè, vậy chúng ta đặt cược nè, chúng ta vậy rồi. Không biết là gia đình của mình có vấn đề gì với nỗi buồn hả hay sao? Đâu có đang vui. Đâu có đang vui. Ủa chứ sao gục hết là lý do? Là tôi có hôm qua tập xong rồi tập tới khuya tới sáng luôn rồi mới lên quay. À là nhân tiện trong lúc mà Khả Như đang chào quý vị khán giả thì mọi người ngủ. Ngủ được miếng, trời mình muốn chết. Bây giờ xuống đây rồi. Xuống đây rồi, xuống đây rồi. Anh Lê Nam vẫn không vui. Mệt đó, mệt nó nổi luôn. À vậy thì không biết là mình có nói tới đây là mọi người có thể thấu hiểu được là nhóm này họ tập đêm. Không biết là trong lúc tập mình có cái khó khăn gì không ạ? Nói gì khó khăn thì có nhiều á. À vậy mình nói tới niềm vui đi, có những cái sự sung sướng, một cái sự mà ưu đãi nào, một sự dễ dàng nào không? Dễ dàng có nghĩa là cũng như là bốn anh em diễn như anh em khác nữa, là có những là mỗi người á là có nhiều, là có nét hài riêng, mỗi người có cái sở trường sở đoản riêng, rồi khi mà bốn anh em, những anh em nó tập hợp lại gặp chung lại thì thành một cái gì đó nó cũng riêng. Lại bây giờ có điểm chung chưa nè? Cái đó nó riêng luôn rồi đó. Riêng cũng riêng nhiều, anh nhờ những cái riêng đó mà hợp lại là có điểm chung. Ở đây dễ dàng nhận thấy được. Thấy được cái sự không hợp nhau ở đây rồi ha. Ở đây chúng tôi có ba mệnh giá nha. Bệnh quá rồi hả? Bệnh quá vậy thì á, với ba mệnh giá như thế này. Ba mệnh giá như thế này đó là 15 triệu đồng, 10 triệu và 5 triệu đồng. Thì mình bệnh như vậy mình đặt cao đi để mình được tiền thưởng, mình uống thuốc. Uống một cái mình tập tiếp rồi mình bệnh nữa. Đúng rồi. Thì cái số tiền đặt cược này, số tiền thưởng nó dành cho uống thuốc cho đội. Bây giờ em sẽ đi ra ngoài để cho mấy anh tự bàn với nhau rồi bỏ vào phong bì này giúp em ha. Vâng mọi người. Trời ơi, cái nhóm gì khó hiểu. Thôi niêm phong lại cái đã. Nhóm chỉ để lại là những chàng trai với số cược không ai biết. Quý vị hãy chờ xem nhé. Hey man, nghe cái tên thấy chất rồi. Hey girl. Hello. Hey boy. I'm fine. Ok. Nhưng mà bây giờ mình hỏi Tú nè, nếu như tất cả mọi người, mỗi thành viên ai cũng có một cái duyên riêng, và những cái duyên đó gom lại với nhau, họ sẽ tạo nên cái gì? Một cái gì đó rất là nhiều duyên. Thôi lướt qua cái này ha. Còn nếu như những cái duyên đó nó không chạm tới nhau, nó mâu thuẫn với nhau, nó xung đột với nhau, thì nó tạo ra cái gì? Cái hết duyên. Trời ơi, người ta sắp thi mà nói cái gì vậy? Ai biết, nhưng mày hỏi vậy thôi. Thôi bây giờ MC chúng ta nên im đi để cho nhóm người ta thi ha. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với tiết mục của nhóm Những Chàng Trai Hey Man. Tại sao
Tại sao mày ở khu nghỉ trang mà qua khu lò thiêu này giành địa bàn của tao? Đơn giản thôi, tao khoái cái lò thiêu của mày. Được, nếu mày đã nói vậy thì hôm nay máu sẽ đổ thành sông. Máu đổ thành sông mà. Không, sông mới thì sông quê nước chảy đôi bờ. Để anh chính dạ mười khờ thương em. Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ. Nè, làng thằng nhóc ở bên lỡ làng anh mới bên bồi. Nó chạy qua sông mới bên này tao đi học. Để nhánh con đò để trong bóng mù. Giờ này con bướm vàng quanh quần anh bao chiều. Thôi dẹp 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 dẹp. Quýnh lộn mấy karaoke. Hả? Sao? Karaoke rồi sao? Sao giờ này còn chết Mạnh Quỳnh Phi Nhung vậy? Mạnh Quỳnh Phi Nhung. Sao bằng đang trường Cẩm Ly? Bằng anh ba tính bèo chị hai Kiều Anh đâu. Hai người đó, hai người đó mới quyết định rớt hay ở. Tao thua, yeah. Tao thua, tao thua chưa? Thua chỗ này thôi, nhưng địa bàn tao vẫn phải chiếm. Cái gì? Mình nói là một lần nữa coi. Nói đi. Mày chỉ, sao tao nói? Bởi vì tao mới chỉ đó, thằng ngu. Quất. Quất. Quất à. Đất có thổ công, sông có hà ba. Muốn uống rau má thì phải có anh ba. À, anh ba. Xỉn quá. Nào cho tao uống rượu. Mấy ngày cho tao uống rượu tao xỉn luôn à. Dạ. Sao? Có chuyện gì? Thằng này nó tranh giành địa bàn của em anh ba. Thằng nào? Thằng này. Khoan. Cái gì? Anh ba cho em hỏi. Cái gì? Tại anh ba làm gì vậy? Lận bi á. Bi đâu anh ba lận? Rớt rồi mà theo như thói quen cho nên phải để yên vậy luôn nè. Hay đó. Còn cái này làm gì vậy? Lòng chim. Lòng chim đâu? Chim chết rồi, theo như thói quen phải để về luôn. Đúng quá ha. Làm hay gì? Ừ, hay lắm, nhiều khi đi ra ngoài đường người ta tưởng tật quyền không à. Rồi, sao có chuyện gì nè? Anh ba biết làm sao không? Ừ. Tại vì khu nghĩa trang của em dạo này á, không có đồ ăn. Cho nên buộc lòng em út em nó cũng đói mà em cũng đói. Em qua khu lò thiêu nó kiếm miếng cơm miếng cháo mà nó cũng mày chửi. Mày qua khu lò thiêu tao mày kiếm cái gì? Cái xác hay cái gì? Hả? Cái gì hết Trang, là nó chôn sống mày đó. Cái gì? Thôi cái được gì? Rồi nè, tôi không thấy mặt anh ba tụi mày sao. Bây giờ vậy nha. Thằng nào thắng, thằng đó sống. Thằng nào thua, thằng đó buộc phải chết. Được, chơi không? Chuẩn bị. Mày tưởng tao sợ mày chắc? Chắc tao sợ mày chắc. Anh em chuẩn bị. Bắt đầu chưa? Bắt đầu. Chuẩn bị. Hai bằng nhóm. Chào. Hai bằng nhóm. Chụp hình kỷ yếu. Chụp chung. Tốt. Đề nghị hai bằng nhóm vào luôn. Bắt tay. Tốt. Khởi động rất giỏi. Hai băng nhóm chuẩn bị tung đồng xu. Bây giờ ở đây đồng xu mặt có lúa là bát, không có lúa là bị bát. Không có lúa mất nó bị bát. Mày không có lúa không có tiền, không có tiền bị bát đúng rồi. Ôi sao kỳ thế, không có tiền sao mày trả treo với tao? Trả treo nào mày thích? Trả treo sao mày thích? Trả treo thẻ vàng mày. Không, chưa quýnh cây nào luôn, chưa đập cây nào. Tao thích thẻ vàng. Không phải mày thẻ vàng luôn. Tao chưa nói gì luôn á. Tao thích vậy. Nè. Không phải gì. Để chơi thôi, để chơi thôi, để chơi thôi. Để cái này là chuyện nhỏ thôi mà. Lại. Tung đồng xu. Đồng xu nè. Chuẩn bị nha. Ừ. Chọn mặt nào? Mặt lúa. Để đi. Không lúa. Được.
Tôn Đọc Xu. Ê, gái trên sân thượng trả đồng xu. Trả lại con, gái trên sân thượng trả cái đồng xu đây. Trả đồng xu đi. Ê, chuẩn bị trả kìa. Lấy đâu. Chị lên mấy đứa, lấy đi mấy đứa, chị lên. Rồi, đợi nha, đợi gì nào nhan tàn rồi lấy nha. Lẹ chưa. Ê, đợi rồi, lấy đây. Xuống lấy hàng rồi. Ra đây quýnh lộn giật cô hồn. Tao bị liệu thôi. Anh ba đâu? Anh ba ơi. Anh ba ơi. Anh ba. Tao nói thiệt tụi bay không nhìn xuống luôn á. Anh ba nằm chèo queo như vậy sao được, đỡ anh ba lên. Đỡ ba lên. Nhanh lên rồi, anh ba như siêu nhân luôn. Phải như vậy. Tụi bay phải biết một điều rằng cái gì cũng phải có trật tự. Phải nể nang anh ba chứ. Có đúng không? Ờ dĩ nhiên là máy hình sao lấy nè. Anh la hai thằng bay đó. Tập trung chút xíu được không? Dạ. Xong xuôi hết chưa? Dạ rồi. Đề nghị hai bằng chân chuẩn bị. Kênh kênh thấp xuống. Họ cứ thế kênh qua ngày này đến ngày nọ, kênh đến nhà. Chứa trang tình thương. Sau đó lại đến mùa thu. Tiếp theo là đến mùa đông. Anh tới. Tao biết lắm mà. Thế nào cũng có ngày này. Chưa có đánh vừa bị bắt, chưa quánh luôn, mới đứng kênh nhau thôi bị bắt vô đây rồi. Thì bởi vậy hay lắm. Thì đó, không có rồi. Được cái gì hết đó. Bởi vậy. Cái gì vậy? Ồn ào quá. Tại sao vậy? Tại sao tụi bay lúc nào cũng ồn ào, cũng canh me những cái giờ giải lao ra mà tụ tập? Tại sao mà ồn ào như một cái chợ tụm năm, tụm bảy, tụm ba, tụm bảy hả? Dạ, tụi con tụm năm. Năm, sáu, bảy gì cũng vậy. Dạ. Làm gì mà ồn như cái chợ vậy hả? Chú ơi, ở đây chú ồn nhất đó. Tao quậy chợ mày. À, mày chú biết sao không? Thì tụi con lâu quá gặp bây giờ. Tôi kể lại cái chuyện ngày xưa, tụi con không biết nhau, quýnh nhau. Dạ. Anh em thân thiết với nhau thôi. Dạ. Thân thiết cái gì không biết nữa à? Tụi mày ồn ào vậy rồi mấy cái khu khác làm sao người ta ngủ? Trời ơi. Ồ, rút kinh nghiệm đi thằng Hàm. Nè. Dạ. Tao nói cho tụi bay nghe. Ngày mai là ra ngoài xã hội lại rồi. Dạ. Rồi tụi bay đi như vậy á, có biết tao buồn không? Rồi tao ở không có tụi mày tao như thế nào? Chú tao... chú đừng khóc nữa chú. Không lẽ chú chủ ở trong này chung thân luôn hả chú? Không có phải chủ mà là tao thương tụi bay, tụi bay hiểu chưa? Dạ, thì thương. Thì giờ ví dụ mà ngày mai con về xã hội thì mới mốt quá anh em con rảnh con đón thì con vô tụi con thăm chú lại. Đúng rồi. Thì là biết là vậy rồi mà tao sợ ngày mai tới rồi tụi bay. Tao nói nghe nè. Dạ. Ra tới ngoài xã hội đó bỏ mấy cái tật đi. Dạ. Biết không? Dạ, dạ biết. Xấu tật sai là bỏ hết. Bỏ. Dạ biết rồi. Tụi bay chui vô đây lại đó biết chưa? Dạ. Dạ. Mà tao nói nghe nè, tao còn không tin tưởng tụi bay nữa. Ồ tin chứ. Tụi... Tao phải kiểm tra từng thằng. Dạ. Dạ vậy? Từng thằng một. Để coi tụi bay còn cái tật xấu không? Dạ. Để coi. Nhưng mà chú muốn kiểm tra sao? Ờ đúng rồi, phải kiểm tra gì chứ. Tụi con không còn xấu đâu chú ơi, người tụi, tốt rồi. Tụi con tinh khiết như những giọt xương vậy đó. Ví dụ như bây giờ tao giả bộ tao rớt cái bóp. Dạ. Đúng không? Thế xong rồi nếu như mà cái bóp không mất á là tụi bay giỏi. Dạ. Còn mà mất là vẫn còn hư. Dạ. Đó mà, tụi bay vậy. Ủa? Cái bóp tao rồi bay.
bắt tao đâu rồi? Cái bắt tao đâu rồi? Bóp chú nè. Mày, mày, tao lao quá. Cái bóp của chú lấy chi cho nhanh. Tao lấy đồ. Nó nhanh thì nó móc rồi, cái bóp liền. Chú ơi, chả chú kia quần đùi à. Mày kỹ lắm chú ơi, mà nhớ cô nói chú này là chú gì phải cẩn thận. Điện thoại không phải rẻ đâu, giữ giữ thì thôi chắc chú. Điện thoại mà nó lấy được, trong khi cái sim nè chú mới giữ kỹ. Tháo sim luôn. Chú, đi khám bệnh mà quên sổ là sao vậy? Trời ơi, tụi bay lấy đồ tao nhanh vậy. Lấy hồi nào? Hồi nãy á. Lấy đâu hồi nào? Là hồi nãy á. Mày nhây nha. Nhây Tao nói rồi đó, đồ đạc của tao tụi bay cứ ăn cắp hoài là không được đâu nghe. Dạ, bóp của chú nè. Này nó ghê thiệt á, trời ơi, chú mặc chi tới hai cái quần vậy chú nè. Điện thoại thay chứ nè, gắn một pin vô thay. Mày lấy luôn. Gắn một pin sao được trong khi cái ớt lưng mà không có. Chú, cái gì? Giấy chứng nhận ung thư. Mày mới là thằng ung thư á. Con giỡn thôi. Giỡn thôi chú. Trời đất ơi, đồ tao mà tụi bay á. Không có, giỡn chú cho vui vậy thôi á. Trời ơi trời, lấy hai cái quần chắc chóng lắm à. Đừng có chọc tao nữa, tụi bay suốt ngày chọc tao hoài. Không có chọc đâu. Nói chung hồi nãy là mấy cái đó là Tặng cho chú. Dạ đúng rồi. Chứ ai đâu làm vậy kỳ, chú hiểu không? Tôi tặng hả? Không có lấy cái bóp chú đâu đó. Hiểu không? Thôi của chú, bữa chú Hương chú đương sợ nhận sửa giùm đó. Đúng rồi. Đồ tặng. Cảm ơn. Ê nè, tao quên nữa. Vậy cái bóp này của ai? Bóp này của ổng luôn á, của chú đó. Của ổng trả. Tao buồn nghe. Tao buồn liền á, trả đây. Trời, nhanh tay lẹ mắt rồi chú ơi. Đi nè, hôm nay á là chú ra đây. Dạ. Chú này. Chú đó sẽ là chào đón tụi con. Ok, chào đón sao nào. Dạ, tạm biệt tụi con. Tạm biệt dạ. Nhưng mà phải kiểm tra tụi con. Kiểm tra gì đó. Kiểm tra cái nghề. Cái nghề hả? Trong trường này giáo dưỡng là dạy cho mỗi đứa một nghề. Dạ. Ra ngoài xã hội làm người tốt. Đúng. Đúng chưa? Đúng. Thằng nào nè, tôi nhớ coi. Rồi tôi nhớ rồi. Nhớ cái gì? Tao có mang quà tặng. Rồi. Có quà tặng hết tụi bay ơi. Thằng Quang. Dạ. Thằng Quang nè, thằng Quang lại đây coi. Đánh giày he. Tàng còn đánh giày. Dạ cảm ơn chú. Đi đánh giày cho chú nha. Dạ. Nam. Con. Cắt tóc. Cắt cho chú. Cắt. Nhớ nha. Ê, tặng kéo cắt đồ là sao trời? Đó là vui thôi. Cô đó là con may đồ, đây là học may đồ, may giá đó. Đúng rồi, may đồ đây. Chú có một cái áo. À bị. Nó rách quá trời luôn. Bị rách đúng không chú? Nha. Rồi, nó có sửa vòng 30 giây. Đúng rồi, nhưng mà riêng mày. Sao chú? Ra ngoài xã hội đừng có đánh đề nữa. Trời ơi, cái này đánh đề là cũng bỏ lâu lắm rồi. Ừ, chiều nay ghi số mấy? 11 đi chú. Hôm qua là mơ thấy cái đó. Cái gì vậy? Chú còn bị liệu cái khối hoài rồi. Thằng này. Di Dương. Đấm bóp dạo. Đây, có quà riêng. Đó, tặng chai dầu gió. Lạc Hoàng Long. Đây. À, nói gì nấu ăn là số 1. Số 1. Con số 1. Số 1, nấu cá được không? Không được. Không được à, nấu trứng được không? Không được luôn. Thịt bò. Không được luôn. Thịt heo. Không được luôn. Chứ mày nấu cái gì? Nấu cơm. Nấu cơm ai chả nấu được. Nấu cơm ăn chung với đồ chay. Đồ chay ngon, được. Có thêm gì, được không? Vậy. Thêm mà. Thêm chắc có dinh dưỡng nha. Tùy mày, tùy mày. À vậy được rồi, nhớ nè. Bây giờ thử sao? Bây giờ sao nè? Thử sao nè? Thì bây giờ tụi bay thử trên tao. Chú. Trên chú hả? Sẵn sàng chưa? Rồi, vậy rồi. Rồi. Chơi. Dạ. Rồi, xíu đi. Ây, trời ơi. Mỗi đứa. Đây. Rồi, chú. Tôi hãnh diện về tôi quá. Trời ơi, tụi bay làm cái gì tao vậy? Này hớt tóc cho chú. Này mình làm hả? Mình làm chứ hay làm mình quên hoài à. Nam mày hớt cái kiểu gì đây? Cái kiểu này hot hồi xưa lắm chú. Dạ. Kiểu tabu á, kiểu của chú Minh Dương á. Đẹp, hợp với chú. Còn thằng Hoàng. Dạ. Tao đưa mày đôi giày da. Mày đánh sao ra đôi dép lào. Dạ nước chảy đá mòn, đánh riêng nó cũng phải mòn thành vậy chứ chú.
thằng Tân. Mày mai cho chú mà ra giày sao? Con xin lỗi chú, con biết chú năm nay chú bị tam tai, cho nên con cắt 3 lỗ cho mỗi tay nó chạy 1 lỗ. Dương. Dạ. Mày đánh chú ra nông nỗi này nè con. Con định nhượng da cho chú. Mày ở đây lâu nhất luôn. Tốt liệt không còn thằng nào được hay sao? Có con. Hấp dẫn chưa? Ăn đi 4 con. Thấy thương chứ sợ nó giành giật nhau mà giỡn mặt không phải tại thấy hấp dẫn quá, thấy hấp dẫn quá. Thực chất cái giày là dành cho chú. Món ăn chay đâu chú? Chỉ có thằng Long thôi. Dùng đi chú. Cái đũa nó để trong đây không sao đâu nha. Chú dùng nha. Dùng đi. Đau ngon, đau ngon. Ngon chú. Ngon chú. Giỏi. Dạ. Thằng này làm nghề được nè. Dạ. Trời ơi, nó nấu đồ chay mà ăn toàn mùi gà không. Gà thiệt. Gà thiệt. Mà chú mày nấu đồ chay. Thì đó, thì đồ chay là gà, gà đó ăn chay, nấu đồ chay. Gà nó ăn chay. Gà của chú đó. Sao tụi mày lấy đồ của tao không vậy? Ai biết, đang nấu con gà nó nhảy vô cái nồi chứ bộ. Trời ơi, không thằng nào ra làm nghề được hết luôn. Ôi chú ơi, chú ơi, ơi. Từ nãy giờ con giỡn với chú thôi. Thật sự ra là con không có hớt tóc cho chú. Cái này tóc giả rồi. Thấy không chú không? Ủa, tóc giả, tóc giả. Dạ, Nguyên mà chú. Sao mày không cắt cho tao? Không được, dạ. Cái mặt chú á, nó mập lắm. Cắt cái tóc dài để gì nó hợp nè. Cắt tóc ngắn cái mặt nó mập lắm à. Mập ra đó, hiểu không? Đây nè, cái này là đôi dép của con tặng cho chú. Coi như là kỷ niệm của con. Chứ khi là tụi con đi ra khỏi trại này, hiểu không? Chứ độ dài của chú vẫn còn đây nè. Còn cái áo á, chú đưa con mai cũng xong rồi nè, thấy không? Nhìn thôi, đẹp không? Còn giỡn chú thôi mà, chứ đâu phải là... Xong rồi hả? Chú, để lao chú nha. Ôi ơi, cái thằng này, nó lao vết bầm đi luôn nè. Dạ, con trẻ mà. Mày vẽ vết bầm gì thiệt vậy? Con học make up mà. Mày... make up hả? Make up. Ê, nó nghe là bữa giờ 4 thằng nào ngủ chung với nó vậy? 4 thằng. Bốn... Tụi bay làm gì vậy? À, ý của nó là nó ngủ chung với bố con, nó hay lấn tụi lấn, nó té xuống té bị đau. Bị đau. Đau là nó bị đau gì đâu. Ôi ui da, ôi da. Ủa chú sao vậy chú? Nãy chú ngồi bị cứng. Bị cứng hả? Bị cứng. Để đây vậy nè. Chú à. Đó phiền con. Phiền con. Dĩa gà nãy á. Ừ, mày nói với tao là con gà không phải của tao. Gà của chú thiệt. Mày, con đùa thôi, con đùa thôi mà mày cái gì? Đây đè, con gà đó là con gà đó, con gà của con. Ừ. Con gà của con đó, con nuôi nó bấy lâu nay đó. Này biết là sắp xào chú rồi cho nên làm món gì đó đỡ chú ăn. Thì chú cảm ơn. Thôi vậy nè, mấy đứa về phòng đi, sắp xếp đồ đi. Dạ. Nha, về phòng hết đi, về phòng hết đi. Rồi có gì sáng sớm mai có ăn bữa cơm cuối rồi có xe tới đưa đi. Trời gì ghê. Đi bắn hả? À, không phải. Ý chú là ăn bữa cơm cuối cùng ở trong cái trại gọi là cái gì chứ mà giáo dưỡng. Giáo dưỡng. Quay quá. Dạ. Giáo dưỡng xong mai về tụi con về với xã hội. Dạ. Về xã hội làm người tốt nha. Dạ. Thôi về đi, về đi. Dạ. Tới giờ ngủ hết rồi nghe. Tới giờ ngủ hết rồi. Ai về phòng nấy đi. Đi ngủ hết đi. Khỏe ha, đánh mẹ kẹn luôn à. Con cảm ơn chú. Thời gian qua chú chỉ cho con học hành này nọ, cái con có cái nghề. Mai mốt con về đời con mở cái tiệm hớt tóc dạo, hớt tóc kiếm sống qua ngày. Ủa lên. Dạ con cảm ơn chú. Cũng nhờ có chú mà con từ thằng đi ăn cắp dài mà chuyển sang đánh dài. Con cảm ơn chú nhiều lắm. Con cũng vậy đó chú. Lúc trước còn nhỏ á, đâu có nghĩ gì đâu, ai đụng á cũng cầm cây cầm dao chém người ta hết trơn á. Nhưng mà từ lúc vô đây gặp chú tới giờ á, cầm kim cầm kéo không à.
Cảm ơn chú. Sau này con ráng về học mai giá, thiêu thù như nọ, con cũng kiếm có cái nghề. Rồi, giỏi. Chú, hồi xưa ngoài đường á, đụng ai con cũng đánh vô mặt ta không à. Nhờ có chú, con mới biết tự đánh vô mặt mình. Chú, còn con á, con là con mang ơn chú nhiều nhất luôn á. Chú chưa dạy gì con hết á. À, chưa dạy luôn hả? Chưa dạy gì luôn. Mình làm cái tuột hứng hoài vậy. Nhưng mà có một điều chú đã dạy anh em tụi con, chính là phải nên người và sống trưởng thành hơn. Rồi, chú cảm ơn. Chú cảm ơn hết. Ra ngoài xã hội nhớ là người tốt. Dạ. Dạ. Về phòng ngủ đi. Chú khoan. Chú, mấy này cho tụi con ngồi đây nghe tiếng cảng lần cuối nha chú. Lần cuối đi chú. Tụi con muốn nghe tiếng cảng lần cuối chứ, khi tụi con xa chú. Kẻn thì kẻn. Phần dự thi của mình. Chị Nam Thư, cảm giác của chị như thế nào với những chàng trai này ạ? Đối với em á, tiết mục này tại sao mình không có đổi vai? Tại vì nếu mà so ra thì trong cái mấy anh em thì anh Mèo vẫn là lớn nhất. Anh Mèo diễn thì sẽ tin được là cái ông giáo dưỡng thì cái ngoại hình của em á so nó vẫn bị trẻ hơn Hoàng Mèo. Cái kịch của mình á lúc đầu ra nó rất là xôm. Nó xôm kinh khủng khiếp lắm, like đậm đà luôn. Nhưng mà hồi coi hồi á, nó không được cái không khí như lúc đầu nữa. Thực sự cái không khí lúc đầu ra nó kinh khủng khiếp lắm. Bản thân em nghĩ là nhóm mình vẫn còn đủ sức làm tưng hơn nữa. Hay là đang giấu bài ta? Thì đợi đi chị Nam Thư. À, này mới mở màn, ta mở màn sương sương thôi. À, sương sương. Lúc sau mới vô là ăn điểm tâm chính nha. Rồi. Dạ, xin cảm ơn chị Nam Thư. Anh Dương Lâm. Anh Dinh Lâm Đồng Nai, anh nói dạ. Cái gì tài tài coi nè. Ban đầu ra thì cảm giác rất là phấn khởi như chị Thư á. Nhưng mà cái khúc sau thì nó hơi lằng lằng xíu. Dù sao đây cũng là một tiểu phẩm dễ thương, mang thông điệp nhẹ nhàng, đáng yêu, quyến rũ. Chị Buka. Em cảm thấy rất là tuyệt vời, em chỉ nói một điều thôi. Hay man, hay lắm. Tại vì á biết sao không, chị mê Lạc Hoàng Long. Mê hồi từ Cười Xuyên Việt phiên bản thí sinh cho đến giờ mê lắm. Ủa Tú ơi, anh Tiên còn làm tổng đạo diễn chương trình này không? À còn à, mê chị. Chứ rồi, không rồi. Phải yêu nha Mèo. À vậy là tốt rồi à. Mới mê thôi. Ủa nha. Chị mê là Hằng Long mà sao em không thấy chị kêu là Hằng Long diễn chung với chị mà chị kêu Tấn Dũng không vậy? Mê quá cho nên sợ lúc mê diễn không được, em hiểu không? Rồi em mê Tú ai, Tú? Nè, Tú mê ai? Em mê chị Kiều Anh. Trời ơi. Tú ơi. Anh hai chị em mình cứ tình cảm. Em vẫn là quán quân trong lòng của chị. Dạ, anh cảm ơn mê chị. Ai? Trời ơi, mắt không bao giờ nó có vấn đề rồi. Anh á thì hồi xưa thì anh mê em thiệt. Chứ bây giờ anh mê ai? Giờ anh mê Dũng. Rồi. Này, cái mặt nó dòm thấy thương quá à. Cặp chân mày không, mới mà là, bữa nay thật sự là cái khủng khiếp. Nó rất là chưa có nghệ sĩ nào dám có trang cặp chân mày này lên sân khấu. Đây là chân mày thiệt chứ không phải dễ anh. Trời ơi. Vì ai cũng có đặc trưng. À quên, xin lỗi. Anh ơi, mình còn nhóm thi trên này nè anh. Anh xin lỗi Lê dạ. Nam. Dạ, mời anh. Vui. Mắc cười. Bước ra đại là phải. Anh thích liền tại vì anh có ấn tượng với mấy đứa em. Nhưng chưa có nắm bắt được cái đối thoại với là cái nhịp diễn người ta đang đã, cái mấy em không có nắm được người ta thích cái gì. Kịch bản thì có mới đó, tính cách giáo dục rất cao. Nhưng mà diễn luôn đi, đừng ham tiếng cười. Anh bảo đảm mấy em tại vì mấy em bị áp lực. Ai cũng muốn lên kiếm tiếng cười, đúng không? Nhưng phải làm sao cho cả nhóm cùng cười. Cái ông quản giáo đó, vai rất hay. Khi từ giả diễn đi, đó, rồi thấy nước mắt. Đó, những cái mảng diễn hiện nay rất khó. Dạ. Hãy cẩn thận và hãy cho vừa ăn. Đầu tiên chị Quanh xin chào các chàng trai đội quân dép Lào. Mặc dù những cái đôi dép các em mang rất là mỏng, nhưng chị thấy trong đó cái bề dày về diễn xuất, bề dày về dàn dựng. Mảng miếng lúc đầu cười, các em có làm cười. Thông minh, duyên dáng và bình tĩnh. Ai nói tụi em rung chị không có tin. Tụi em rất bình tĩnh, rất bản lĩnh. Chỉ là thay đổi cái led trên kia mà thấy đây là một cái trại giáo dưỡng. Điều đó cái dàn dựng rất là hay.
câu hồi nãy của cái em mà make up á, chị rất thích cái là hồi nào tới giờ ở ngoài đó đánh người ta còn về em mới biết tự đánh vô mặt em. Nó rất thâm thúy. Hồi xưa ở ngoài đường á, đụng ai con cũng đánh vô mặt người ta không à. Nhờ có chú, con mới biết tự đánh vô mặt mình. Các em cho người ta giả đó thật đó. Tại sao khán giả người ta sẽ đặc biệt đón xem cái chương trình Cười Duyên Việt của mình rất uy tín hiện nay? Vì trong đó tiếng cười còn có cả những cái sự thâm thúy ở trong đó, từ kịch bản cho đến diễn viên. Cho nên màn chào sân quá đẹp. Vâng, xin cảm ơn phần nhận xét quý báu của ban giám khảo. Và ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón sự quay trở lại của nhóm Khủng Long Tí Hon. Sau tiết mục thi chính, tiếp theo hai nhóm sẽ đến với thử thách tăng cường. Ba trong số các thành viên của từng nhóm sẽ tương tác ứng biến với thành viên ban bình luận qua một chủ đề đưa ra bất ngờ ngay trên sân khấu mà hai nhóm đều không biết trước. Mỗi thành viên sẽ có một phút tham gia thử thách, với thang điểm cao nhất là một ở phần thử thách tăng cường dành cho mỗi nhóm. Giám khảo Kiều Anh sẽ dành điểm cộng cho mỗi nhóm tùy vào sự thuyết phục của phần thử thách. Điểm cộng này sẽ cùng với điểm thi chính để xác định đội thắng của phần đặt cược. Và đề thi hôm nay của thử thách tăng cường đó chính là đòi nợ. Tôi có số tiền 100 triệu bị chị Nam Thư mượn cách đây khá lâu, và tôi yêu cầu ba người thành viên của mỗi đội chúng ta đi đòi nợ chị Nam Thư trong vòng một phút. Mỗi thành viên phải đòi cho được số nợ đó. Bắt đầu, mời nhóm Khủng Long Tí Hon ạ. Thư lại có biểu nè. Trời ơi, dạo này con xin rửa. Trời ơi, con ơi, con nhờ cô không? Thôi được nữa đó, con thí Cười Xuyên Việt với bạn nghệ sĩ á. Cô là ai? Con không quen cô đi đi. Trời ơi, con chỉ mà đi ra đi con. Trời ơi, cô đâu còn đua xe đâu, nghe con nói nè. Được, con thí Cười Xuyên Việt với bạn nghệ sĩ con mượn con 50 ngàn. À quên, 50 triệu nữa. Xong rồi cái đợt mà quá tiểu lâm hồi mùa 1, con mượn mà cái mùa mà con cứ ngồi con cực đẻ đó, con nhớ không? Răng mùa ní con không đẻ nữa. Đây nè, bây trừ như đi. Bây giờ con biết tại sao mà cái mùa nở mà con cứ ngồi con đạ suốt chương trình không? Là tại vì con cầm 100 triệu của cô mà con không trả. Ủa sao cô ơi, cô nói mâu thuẫn quá. Hồi nãy cô nói 50, bây giờ cô nói 100, cuối cùng con nợ cô bao nhiêu? Hai mùa, mùa phiên bản nghệ sĩ 50, mùa tiểu lâm 50, cộng lại 100 con mới đã. Đây nè, bây giờ như đi. Cô thì rất là đàng hoàng lịch sự, là cô không có mà cái văn hóa mà chém lôn, đánh lôn cả chứ hề. Cô ơi, cô có người trả đủ cho cô không là cô bạc chồng con. Vợ ơi, vợ. Trời ơi. Ê, vợ, trời ơi. Mình thôi em nè, sao mình? Sao mình? Tao thì đi làm, không? Còn My ở nhà. Sao? Mượn nợ ta ăn cho cố vô cái giò dài hơn cái người của ta. Sao? Bây giờ đem tiền đi trả cho người ta, giờ người ta quýnh tôi còn được mày nè bà. Mượn ai? Mượn ai? Mượn con chứ bà chị gì, bà chị giáo đỏ quên rồi ta. À, bà chủ nợ đó. Trả giùm đi, giọng nó quýnh tôi trời. Ủa mắc cười quá, người ta chủ nợ, tại sao người ta tới không tới đây người ta đòi, mất công gì mấy người đòi. Ủa mấy người là chồng tôi mà. Tiền ai tôi cũng xài chung mà. Người ta đòi lên đầu tôi, bà hiểu không? Đòi lên đầu sao, nói sao, nói nghe. Đây đây, bước ra một lần trước, một mấy tám bước ra đòi nợ ai kỳ quỷ, bẹp. Rồi còn mấy tư luôn. Trời. Bởi vậy trả đi. Nó mà lại đây một lần nữa hả? Nó quýnh cái bẹp còn nhiêu đây nè. Nhưng mà bây giờ ủa mà nói nghe nè, đợt đó mình mượn tiền là mượn cái vụ gì vậy, quên rồi nè. Trời ơi, mượn đám cưới đó trời. Nhanh lại chồng nó quýnh con mình kìa. Nó quýnh con mình bơm đầu luôn đó. Trời, gia đình mình đông vui dữ vậy. Họ đánh con mù rồi mẹ ơi. Trời ơi. Đây 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 mẹ, đây mẹ, đây mẹ, đây mẹ, đây nè, mẹ đi nè, mẹ đây nè. Mẹ à. Đứa nào đánh con mù? Dạ. Đứa nào đánh con mù? Tại sao nó đánh con mù? Nó nói làm sao mà nó đánh con mù? Nó mẹ nghe coi. Nó nói mày nói vậy là mày nói sai. Mày nói tầm bậy tầm bạ. Để mẹ kêu cậu mày lên đây. Cậu mày là cũng thứ dữ văn hồ. Lâm, em đâu? Trời ơi, lên đây. Đó, nó kêu cậu mày lên nè. Cậu ơi. Ai đánh con mẹ kêu ra xuống xác luôn. Ai đánh con? Dạ. Con nào đánh con? Ba thằng kia đánh con. Không phải. Không phải ba thằng đó. Mày mù mà sao biết hai ba thằng đó? Đúng rồi, mày mù sao biết ba thằng đó? Tâm lý sao không vững từ vậy? Từ từ, con mù mà con thấy được ánh sáng nha. Bây giờ con mò ánh sáng ở đâu? À, ánh sáng phát từ hàm răng của cậu. Mẹ ơi! Ơi! Sao mẹ không trả nợ cho người ta? Mẹ mượn tiền làm cái gì? Mẹ nói đi! Mẹ với cậu mượn tiền làm gì? Mẹ mượn tiền chữa mắt cho con! Trời ơi! Mẹ mượn tiền mẹ chữa mắt cho con mà! Mẹ mượn tiền mẹ chữa mắt! Mẹ thấy không? Bây giờ chị mượn tiền chị chữa mắt cho con chị, mà bây giờ nó quay vô nó thấy nó trách cứ không? Mà ngộ lắm, chủ nợ nó không vô nó đòi. Nè, nè, alo, alo, nè, nè. Chị ơi, vợ em kêu em về với chị ơi. Thật không? Thư,
Chào. Ai đây? Anh là người, người yêu em. Em có nhớ không? Hôm bữa đi ăn hộp cái dịch. Dịch lộn. Dịch giữa. À, giữa. Ăn với nhau. Em. Anh tới đây hôm nay mục đích gì? Anh ít thời gian lắm. Thì mượn tiền. Mượn tiền em. Mượn tiền cả em đó. Ừ, người yêu mà dơ vậy. Chắc thì không tiền thì mượn đất mới gì dơ. Anh định mượn em nhiêu? Thì 100 triệu. Anh sẽ xây nhà cho má anh ở. Ừ, má anh chứ phải má em. Nhưng mà sau này em cũng sẽ là ở. Cái đó em phải cân nhắc. Sao? Sao? Cân nhắc. Rồi bây giờ anh muốn mượn 100 triệu đúng không? Đã đúng rồi. Bây giờ anh hung em cái thì cho anh mượn 100 triệu. Hung hung ở đâu đi chặt hung. Anh muốn hung ở đâu? Nhà tôi đây tiếp khách còn thấy dữ không? À, ai đây? Tôi là đàn em của đại ca tôi. Tôi muốn biết cô thiếu đại ca tôi bao nhiêu tiền. Bỏ dép xuống hôi quá. Không chấp danh hồn phải vậy. Phải đủ cánh. À vậy hả? Rồi tiếp sao? Bây giờ sao? Có tiền trả đại ca tôi chưa? Đại ca mày là ai? Đại ca tôi là ai? Nguyễn Anh Tú. Nguyễn Anh. Đại ca tôi giao nhiệm vụ cho tôi bằng mọi giá phải lấy tiền được của Nam Thư. Nếu không đại ca tôi chém tôi chết. Bây giờ có tiền không? Đưa ra đây. Tức là nếu không lấy tiền về là đại ca mày chém mày chết. Đúng. Đúng chưa? Đúng. Vậy là chém mày chứ không chém chị. Chị không thương tôi. Bây giờ chị nói đi. Chị thiếu đại ca tôi bao nhiêu tiền? Chị thiếu đại ca có cưng á. Nếu mà tới thời điểm này lời với lời lấy vốn đùa phải. Nè đưa chị 100 triệu nè. Chị đưa nước lấy 100 triệu đi. Đi ra. Đi ra. Chết tôi luôn không rồi. Không có làm được cái gì trong cuộc đời nữa. Đó đòi nợ mà nó cà giáp. Dạ. Ba cái chấp dạ. Làm gì chứ đi bắt tay. Dạ. Thấy trai là bắt tay. Thiếu tiền phải trả chứ. 100 triệu làm cái gì? Tại sao tới bây giờ không trả? Anh thông cảm em. Rồi lo sửa ba cái này cái nọ cho bữa bãi với người ta. Đâu có em. Rồi không trả tiền tôi. Bây giờ nói nghe nè. Bây giờ là ai em nợ tiền của ai? Đúng mà nợ tiền tôi. Nợ tiền anh đúng không? Đúng. Nợ tiền anh đúng không? Em mượn tiền anh đúng không? Đúng. Bây giờ em cũng chia sẻ với anh vậy nè. Thực sự là em cũng khó khăn. Bữa đây em mượn tiền là em mượn tiền về cho con Khả Như nó thẩm mỹ. Anh hiểu không? Nên bây giờ là anh muốn đòi em thì anh phải đợi em đòi qua Khả Như. Nhưng mà bây giờ anh muốn đòi của em thì bây giờ anh đòi đi. Ủa Khả Như liên quan gì tự nhiên cái cứng nợ vậy bà nội? Không, tại vì em mượn em cho nó mượn chứ em không có đắp gì vô người em hết. Trời ơi. Đừng cố đi cho trời gì. Bây giờ còn có 9-7 giây nữa à. Rồi anh làm đi. Bây giờ trong vòng 7 giây phải trả nợ tôi chứ. Ừ làm đi. Đúng một cái đi. Thôi thua luôn đi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả, phần thi chính của cả hai đội. Đầu tiên đó là số điểm dành cho nhóm Khủng Long Tí Hon. Với số điểm lần lượt từ giám khảo Kiều Oanh và giám khảo nghệ sĩ Tống Beo là 9 và 9. Tổng số điểm của phần thi chính là 18 điểm. Và số điểm của nhóm Những Chàng Trai Hey Man. Giám khảo Kiều Oanh 9.75. Giám khảo Tống Beo 9.5. Tổng điểm 19.25. Và phần thi tăng cường, số điểm cộng giám khảo Kiều Oanh đã dành cho cả hai đội là... Giám khảo Kiều Oanh đã dành số điểm 0.75 cho nhóm Khủng Long Tí Hon. Nhóm Hey Man nhận được 0.25 điểm từ giám khảo Kiều Oanh. Như vậy, tổng số điểm hai phần thi, nhóm Khủng Long Tí Hon được 18.75 điểm, nhóm Hey Man được 19.5 điểm. Như vậy, phần thắng cuộc của phần thi tuần này đó chính là nhóm Những Chàng Trai Hey Man. Và để xem nhóm Hey Man của chúng ta cược bao nhiêu nhé. $15 triệu. Như vậy đồng nghĩa với việc nhóm Những Chàng Trai Hey Man sẽ nhận được 15 triệu từ quỹ của nhóm Khủng Long Tí Hon. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem nếu như mà nhóm Khủng Long Tí Hon lỡ mà thắng mình được bao nhiêu tiền đúng không? Và số tiền của nhóm Khủng Long Tí Hon đã cược là 10 triệu.
đặt có 10 triệu mà thua tới 15 triệu. Đau quá. Đau quá, phần sau mình phải trả thù thôi. Nhóm khủng long tí hon có quyết định là mình phải cố gắng đi mà lấy lại cái số tiền đó không? Dạ, quyết tâm thì quyết tâm lấy lại, nhưng mà anh Nam tụi đây không nói chuyện nữa. Dạ, anh vẫn nói chuyện với anh chứ. Anh luôn hả? Không, à. Nó là người đặt, đây mới là người đặt. Anh suối người ta bỏ vô, không có suối. Còn một lần nữa xin chúc mừng cho nhóm những chàng trai Hey Man đã thắng cuộc trong tuần này. Như vậy, nhóm Hey Man những chàng trai được nhận ngay 15 triệu đồng tiền mặt chuyển từ quỹ của nhóm khủng long tí hon. Quỹ của nhóm khủng long tí hon sau tập 2 bị trừ 15 triệu. Thank you.